chào Mỹ. Rồi, chào buổi tối những anh chị nào đang ở Mỹ nha. Và chào buổi sáng những anh chị đang ở Việt Nam. Thấy anh Khang đang ngồi cầm uống ly cà phê sữa, thấy có vẻ ngon anh ha. Ok, mình xin tự giới thiệu, mình là Anna, sẽ là MC cũng như là host của cái buổi webinar ngày hôm nay. Thì như anh chị cũng biết là cái webinar ngày hôm nay mình sẽ có cái topic là mình đừng chỉ ngưỡng mộ một ai đó mà hãy tìm gặp họ. Thì cái người mà chia sẻ với chúng ta hôm nay là một người rất là quen thuộc với anh chị, đó là tiến sĩ Ngô Công Trường. Thì để mà cái buổi giao lưu, học hỏi và trao đổi của chúng ta ngày hôm nay nó diễn ra một cách thân mật á, thì em xin phép hôm nay gọi tiến sĩ Trường bằng anh và mọi để cho thân mật hơn. Và xin giới thiệu lại cho những anh chị nào chưa biết thì tiến sĩ Ngô Công Trường là một trong top 40 chuyên gia về tối ưu hóa cấu trúc vận hành doanh nghiệp xuất sắc nhất toàn cầu. Và tiến sĩ cũng là một người Việt Nam đầu tiên mà có cái level là Master Black Belt trong Lean Six Sigma. Thì em thấy ở đây cũng có nhiều anh chị cũng đang là học viên của lớp Green Belt của thầy Trường đúng không ạ? Ai là học viên lớp Green Belt? Giơ tay cho em nhận diện ạ. Dạ rồi. Trước tiên thì anh đã xin mời thầy Trường có vài lời giới thiệu và chia sẻ với các bạn vào đầu giờ nha. Rồi, cảm ơn Anna. Không biết là Anna với cả nhà mình nghe rõ không Dạ rõ. ạ? Rồi, ok. Rồi, hôm nay chắc là trong buổi giao lưu thân tình ha. Bữa nay là buổi tối ở Mỹ và buổi sáng ở Việt Nam. Thì thấy mọi người đang chuẩn bị cà phê để uống sẵn sàng rồi đúng không? Rồi, hôm nay thời lượng của mình sẽ có 1 tiếng chúng ta trao đổi với nhau. Tuy nhiên là nãy có nhắn với Anna là vì thấy danh sách câu hỏi nhiều quá và số lượng người cũng nhiều quá đúng không? Hôm nay toàn gương mặt thân quen không? Toàn gương mặt thân hương không? Thành ra sẽ cố gắng trao đổi nếu mà các anh chị còn câu hỏi. À, hay là các bạn còn câu hỏi hay là trao đổi được thì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau tới tầm khoảng 9:15. Sau đó được có một cái meeting. Hôm nay là có một cái ngày rất dài chạy xe đi đường. Hôm nay là về tranh thủ là ăn cơm xong bay vô nói chuyện với mọi người luôn. Hôm nay đó hy vọng là giao lưu được với nhau. Và hôm nay là chúng ta trong cái Zoom kín ha. Cái buổi này không có livestream thì hy vọng là chia sẻ được những cái điều thú vị với mọi người và thứ hai là mọi người có thể tương tác được với nhau. À, nếu mà ai có câu hỏi thì mình mà có thể mở mic để mình tương tác với nhau luôn. Không nhất thiết là phải có câu hỏi theo kịch bản chương trình gì hết, được không ạ? À, cảm ơn mọi người một lần nữa ha. Rồi, chúc mọi người có cái buổi nói chuyện thú vị nha. Dạ rồi, trước khi mà mọi người có thể là hỏi đáp trao đổi với nhau anh Trường, thì em nghĩ là anh có thể chia sẻ trước cho mọi người một tí xíu về cái việc mà tại sao mà cái webinar ngày hôm nay của chúng ta nè, tại sao có cái lý do là mình ngưỡng mộ một ai đó về có thể là về mặt công việc hay là về những cái gì mà họ đã đạt được á. Cái lý do nào mà mình cần phải đi tìm gặp họ? Mình ví dụ như mình ngưỡng mộ không mà mình không gặp thì nó sẽ như thế nào, và nếu mà mình tìm cách mình gặp họ thì nó sẽ có ảnh hưởng, nó có tác động tới cái cuộc sống của mình như thế nào. Anh có thể chia sẻ sơ cho mọi người biết về cái vấn đề này không? Rồi, ok. À, trong lúc mà mình chia sẻ thì chắc mọi người tương tác với nhau ha, vì cái tương tác hai chiều cho nó vui. Mọi người có thể chat giùm Trường hiện nay mọi người đang muốn gặp ai, hiện nay đang muốn gặp ai hoặc là đang chuẩn bị gặp ai, được không? À, thứ hai là cho Trường biết là một lý do vì sao mình muốn gặp người đó được không? Thì cảm ơn câu hỏi của Anna ha. Thì mình chia sẻ rất là chân tình là như thế này. Thật ra mình không có nhu cầu gặp người nổi tiếng nha. Bây giờ không có tiếng á thì ngồi cái nhờ anh kiểm soát giùm anh cái âm thanh của các bạn ha. Rồi mình đi học nè đúng không, rồi mình liên tục phát triển bản thân. Thì trong cái không biết ở đây rất nhiều học viên thân thương ha, đến từ CEC nè, Green Belt nè, học rất nhiều chương trình khác nhau. À, đây cũng rất nhiều học viên của trường ở đây. Thì chúng ta đã nghe nói rất nhiều về IDP đúng không? Thì riêng cá nhân của mình cũng có một cái IDP. Thì trong cái IDP của mình á thì mình cần xác định là những người mình cần gặp. Thì đầu tiên á là mình sẽ thấy là những người mà trong cái zone đầu tiên của mình mà mình hay tương tác và mình hay làm việc hay gặp họ mỗi ngày á, là sẽ quyết định là cái cuộc sống của mình như thế nào. Thì thông thường người ta sẽ thống kê là có khoảng 6 người xung quanh mình nó sẽ như thế nào, được chưa? Thứ hai là có những cái mối quan hệ mà mình giữ những mối quan hệ từ 6 năm trở lên thì những mối quan hệ đó được gọi là những mối quan hệ chất lượng. Tức là mình có từ network đúng không? Net xong rồi nó sẽ work. Thì những cái mối quan hệ mà từ 6 năm trở lên theo thống kê của Harvard là những mối quan hệ chất lượng. Và những mối quan hệ đó mình có thể làm được một vài điều gì đó. Thì tương tự như vậy, như mọi người cũng có thể nghe Trường nói vài lần á, thì mình có những cái mối quan hệ bạn bè thì mình không nói ha, nhưng nếu mà nói mối quan hệ về professional á thì những cái bà bô lão trong HQ á mình xây dựng với họ từ năm 2013, 14, 15.
Thì tới giờ nếu mà tính năm chắc cũng gần chục năm rồi. Thành ở đây 6 năm, thành ra đó là lý do vì sao mà năm 2019 hay 20 á, khi mình cần việc mình trao đổi với họ thì nó ra việc ngay, lúc đó không cần phải ngồi hỏi là mày là ai nữa. Và cái thứ ba là khi mà đọc sách á, thì mình rất là ngưỡng mộ những người trong sách, tại vì đó là cái người mà mới thể là ôm hờ ngủ được, đúng không? Gác chân sách trong nhà vệ sinh gặp nhau cũng được. có Thì một mình có một cái mong muốn cái là mong làm sao muốn mà là là làm sao sẽ mình có tương tác thể với những tương người tác với viết những sách đó. người viết sách đó. Thì đa số những tác giả sách là họ là những người rất nổi tiếng. Rồi tiếp theo là mình có những cái người mà mình tìm hiểu là những người chính trị gia hay là những người làm kinh tế. Mình mong muốn là mình gặp họ. Gặp họ không phải là để chụp hình, gặp họ để xem đây là vì sao họ làm được như vậy. Và trong quá trình họ làm thì có cái câu chuyện nào nó truyền cảm hứng cho mình hay không. Và có một cái điểm ở đây mình chia sẻ với mọi người chút là khi mình đặt mục tiêu gặp họ á, thì ở đây cái chủ đề chính ngày hôm nay là ngưỡng mộ ai đó tìm gặp, đúng không? Thì tìm gặp không phải là tìm gặp làm gì, nhưng mà có hai cái thông điệp hôm nay muốn chia sẻ với mọi người rất là chân tình ha. Đầu tiên á, là khi mà mình có một cái mục tiêu trong cuộc sống á, thì mình thường mình phải làm sao đúng một cách để mình truy đuổi nó, đúng không? Hay trường hay dùng cái từ rất là đơn giản là mình phải truy sát nó. Thì trước giờ á, là khi mình đã đặt mục tiêu mình gặp ai trong đời đó thì gần như là người đó không muốn thoát được. Đây là cái câu bữa nay zoom zoom kín mới dám nói à, tức là không để cho mày thoát đó. Nôm na là hồi trước giờ ông bà mình nói vậy, đúng không? Tức là đã nhắm bắn ai là người đó chắc cú là dính với mình thôi. Bây giờ thì mình có thể không không gặp họ được trong 1 năm, 2 năm hay trong 3 tháng, nhưng mà trong chặng đường 5 đến 10 năm chắc chắn sẽ gặp được họ. Thì mình có rất nhiều cách để mình gặp được họ, thì mình làm sao mình truy sát đến mục tiêu cuối cùng. Thì nó cũng hình thành cho mình một cái tính cách là mình không có bỏ cuộc, và mình phải làm sao mình hướng tới cái mục tiêu của mình. Rồi cái số 2 á, là khi gặp một cái người á, thì thực ra họ cũng ngược lại, đúng không? Họ cũng sẽ nói là ủa tại sao mà mình phải gặp họ, đúng không? Và là tại sao họ phải gặp mình. Thì cái này trong nguyên tắc về networking nó gọi là apple to apple. Tức là ví dụ như mình muốn đặt mục tiêu gặp một ông tổng thống Mỹ đi, thì ông sẽ đặt câu hỏi là thì mày là ai mà tao phải gặp mày, đúng không? Hay gặp ông tỷ phú thì ông sẽ đặt câu hỏi ngược lại là mày là ai mà tao phải gặp, đúng không? Hay gặp ông giáo sư rất nổi tiếng làm sao hỏi với mày vậy. Thì khi mình đặt mục tiêu để gặp họ thì cái này nó không phải là một cái mục tiêu để gặp chơi cho vui, mà khi mình gặp họ xong á, mình phải nâng cái level mình lên, mình nâng apple to apple lên. Thì ở đây chia sẻ một chút ha. Thì nếu mọi người có đồng cảm thì mình có thể chat trong đoạn chat để tương tác giùm một chút. Nếu mọi người ở đây hồi xưa mà ai sinh ra trong một gia đình nghèo khó, thứ hai là trong nhà mình á, là cũng không có ai học cao chức rộng hết á, đúng không? Chia sẻ mọi người chút là rất nhiều người gặp Trường nha, tại đặc biệt là năm 2015 á, 2016 nhiều người gặp mình lắm, hỏi là anh Trường là con ông cháu trai, đúng không? Thứ hai là anh Trường là sinh lốt, đúng không? Xong là trong xe mà lúc nào để bộ góp ấy, mà thấy mình học tới tiến sĩ lúc đó là thì nhiều người mới nói là ủa sao mà như vậy. Thì nếu mà ai có cái đồng cảm như vậy thì mình có thể chia sẻ. Thì Trường sinh ra từ cái đường rất khó khăn, từ người miền Trung. Và thứ hai là trong nhà mình không ai học đại học hết. Thứ hai là trong nhà mình không ai làm quan chức. Thì mà không có bất kỳ một cái base, gọi là một cái baseline hay một cái foundation gì cả. Thì hồi nãy mới chia sẻ với mọi người là trước khi lên gặp mọi người thì mới vừa mua một cây piano cho con xong. Thì mới nói với lại con gái là con chưa tới 3 tuổi được có cây piano rồi, đúng không? Mà hồi xưa là mình cũng không có gì để chơi nữa, đúng không? À, thì quay về lại mình sẽ thấy được rằng là khi mình có những mục tiêu đó từ nôm na là mình từ zero ha. Và sao nói nãy giờ không thấy ai tương tác là có ai đồng cảm với mình không ta, hay là ở đây cũng ai đồng xin lốt và đích hết rồi nhà, không khó khăn. Mình hỏi ba ý không thấy ai trả trách luôn. Ba ý nha, thứ nhất là có ai nhà có điều kiện không, thứ hai là nhà có ai có làm quan chức không, thứ hai là ai xin lốt và đích ở đây không, lùi chút mới tới và đích đó. Với anh chủ tịch ngân hàng vừa rồi là anh bị lốt và đích một chút. Thì mọi người coi thử là mình có bị lốp vào đích không. Rồi thì khi mình đặt mục tiêu như vậy thì mình sẽ thấy là ồ nếu mà mình là nobody, đúng không? Mình không là ai cả, mình cũng không có phải quan chức gì, cũng không có tiền bạc gì, cũng không có gì cả, thì làm sao gặp tổng thống Mỹ. Tổng thống Mỹ được gọi là một trong những cái vị trí cao nhất trên hành tinh này, đúng không? Nếu mà mình là một cái người zero thì làm sao mình gặp được. Thì mình sẽ coi lại là mình sẽ cần cái gì để gặp được họ. Thì cái này nó gọi là một cái master plan, Trường hay gọi nó là một cái kế hoạch cuộc đời. Thì mình gặp được họ mình cần làm gì, thì lúc đó mình sẽ coi thử là đầu tiên làm sao để vô được Nhà Trắng, đúng không? Thì thấy là có một số các plan vô Nhà Trắng, thì lúc đó mình mới tìm hiểu, lúc đó mình chưa ở Mỹ thì mình thấy tìm hiểu à cũng có một cái đường vô Nhà Trắng, tức là nếu mình đăng ký trước 6 tháng mình qua cái background check, đúng không? Và nếu mình nộp hồ sơ vào, nếu mình được lucky thì mình được bốc thăm vô đó, mình gặp được họ thì thấy à cũng có con đường này. Không biết ở đây có một số anh chị đang ở Mỹ thì không biết là có biết cái chương trình này không, mà cái chương trình này căng quá, mỗi lần mình đi du lịch có 30 ngày, được tối đa 30 ngày, mà mình bốc thăm 6 tháng, 6 tháng sau nó kêu mình qua đi vô Nhà Trắng sao đi được. Thì thấy cái này phải không ổn mình à, thì tìm con đường khác. Thì cái này hay nói vui là tìm con đường cách mạng khác, cỡ gì cũng phải gặp ấy. Thì bây giờ là cầu tìm con đường chính trị.
thì thấy con đường chính trị thêm khó quá, vì chưa chưa kịp làm chính trị thì đi qua con đường khác là con đường về học thức. Thì mình có duy nhất một cái để có thể chui vào con đường này, đó chính là con đường học thức. Thì sau đó mình chỉ đi học thôi, thì thấy là trước giờ mấy ông mà đi gặp tổng thống Mỹ thì toàn là phải tối thiểu và tiến sĩ, mà trong đó có một điểm rất đặc biệt là phải học ở Mỹ. Thì mình phải làm sao mình đặt cái mục tiêu là học tiến sĩ ở Mỹ, mà như là lúc đó trường học tiến sĩ ở châu Âu, thì lúc đó sẽ là học tiến sĩ châu Âu rồi thì đâu có thể đổ qua thành tiến sĩ ở Mỹ được, đúng không? Lúc đó chiến đấu tiếp, học sau tiến sĩ học postdoc ở Mỹ. Đó lý do mà sao mình học postdoc ở CSU LA và postdoc ở Harvard. Thì sau đó mình học xong rồi thì mình thấy ồ, vậy là cái đại ca này đi vô chỗ nào để gặp được, đúng không? Thì ổng mới đi hay đi chia sẻ những cái diễn đàn mà có những cái người professional cao cấp nhất của Mỹ trong đó để gặp những cái chương trình sự kiện đó. Thì mình làm sao mình vô được những cái organization đó. Và khi mình vô organization đó thì mình làm sao để mình tới cái chỗ mà cái hàng ghế đầu tiên thì mới gặp được ổng, chứ còn ngồi xa xa thì cũng 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 nhìn thôi chứ cũng chưa có thể gặp được. Thì đó là cái cách mà mình sẽ đặt cái mục tiêu để mình improve nó mỗi ngày. Thì thực ra cái mục tiêu để gặp một những người như vậy nó chỉ là một cái mục tiêu thôi. Sau khi mình bước ra mình cảm giác nó chia sẻ với mọi người là nó rất là bình thường. Nhưng mà thực ra mình ngồi mình nhìn lại là để mình được đứng ở đây để nói được cái câu rất là bình thường đó, thì mình thấy một cái hành trình để mình chuẩn bị cho nó là dài. Và cái hành trình đó thì nó không chỉ là giúp cho mình gặp được cái người đó, mà hành trình nó giúp cho mình là có một cái công lực khác, mình có một cái vị thế khác. Thì đó là một cái ví dụ cho mình gặp một cái người rất là nổi tiếng là chắc ai ai cũng biết, là tổng thống Mỹ. Thì không biết ở đây có ai ngưỡng mộ tổng thống Mỹ không, hay là có ngưỡng mộ vài người không? Thì chia sẻ một chút là hồi xưa trường rất ngưỡng mộ Lincoln. Thì trường có nghiên cứu về 40, hồi trước là 45 ông, giờ tới bốn mấy ông rồi. Và thì trước nghiên cứu thì có ngưỡng mộ vài ông, thì rất ngưỡng mộ Lincoln và cũng ngưỡng mộ Washington. Thì sau đó là cố gắng làm sao đi luôn Washington DC với là Washington City và tới được Lincoln, gặp Lincoln nhưng mà gặp với tượng thôi. Tại đó là do vì sao mục tiêu của trong đời của mình là phải tới được Washington, tới DC và tới được cái quảng trường mà có tượng Lincoln. Thì đó là lý do vì sao mình lần đầu tiên đi đi tới chỗ đó giữa đêm đi bộ, nhớ mãi là đi bộ từ Nhà Trắng tới cái Capitol Hill thì đi bộ đoạn đường đó để mình làm sao mình gặp được những người đó mà gặp bức tượng thôi. Rồi sau đó gặp những người tổng thống sau này, thì trường rất là ngưỡng mộ hai cha con nhà George Bush. Là trong đời tổng thống Mỹ thì có hai lần chỉ có hai cha con làm thôi. Thì tất cả những chỗ nào mà có ông Bush thì trường đều đi. Ví dụ như là gặp ổng ngoài đời bằng da bằng thịt, ông cha chết rồi thì còn ông con. Thì chỗ nào bằng cha da bằng thịt thì cố gắng đi. Ông viết sách thì cố gắng mua đọc, ông vẽ tranh thì cố gắng đi coi. Ông có bảo tàng trên Dallas thì cũng đi coi. Việc đầu tiên tới Houston mà đi làm là đi tới coi nhà ông Bush ở Houston ông đâu. Thì đó là những cái mục tiêu đơn giản. Và khi tới nhà ông Houston, tới Houston gặp nhà ông Bush xong rồi á, về là gần như là hơi bị tự kỷ một chút. Nhưng mà tại vì hồi xưa thấy là người ta nói là ai không có tiền muốn qua Houston ở. Xong thấy nhà ông này xong đi về hơi bị tự kỷ một chút. Thấy là tới nhà ông này xong thấy là trời, chặng đường sắp tới của mình nhé, phải mấy chục năm nữa là mới có nhà ở như thế này. Thì ta thấy thấy là để ở gần gần ông Bush, hàng xóm toàn là chủ tịch hoặc là tổng đốc cái công ty oil and gas lớn nhất thế giới ở đây mà. Và cái nhà bèo bèo mới mới đợt mới đợt, vừa đọc xong ngày hôm qua thôi, một cái nhà bèo bèo mới vừa sửa xong thì khoảng 50 triệu. Dạ, thì để ở được những cái nhà như vậy. Thì khi mình hiểu là ồ, nếu mình muốn làm hàng xóm của George Bush, nếu muốn làm việc hoặc học trong trường Rice gần đó thì phải có cái nhà tầm khoảng 50 triệu. Đúng không? Thì phải làm sao cố gắng kiếm tiền tiếp. Đúng không? Thật ra ở đây kiếm tiền không phải kiếm tiền để ăn nữa, ăn thì giờ cũng ăn ít thôi, nãy mới mới về cũng chưa kịp ăn nữa, nên ăn cũng không phải là nhu cầu, đúng không? Xài cũng không có nhu cầu gì phức tạp hết, đúng không? Rồi thành ra là khi mình có những cái mục tiêu như vậy thì mình cố gắng mình làm nhiều hơn, mình làm nhiều hơn thì mình cố gắng nhiều hơn mỗi ngày và mình tạo nhiều giá trị hơn. Thì có thể là câu trả lời nó hơi dài một chút, nhưng chia sẻ mọi người lại hai thông điệp chính nè. Thứ nhất là muốn gặp ai đó thì nhớ truy sát tới cùng. Cái truy sát này là để giúp cho mình là kiên định với mục tiêu mà mình giúp mình đạt được mục tiêu đó. Không? Ví dụ như để gặp được ông Bush thì mình phải là tiến sĩ, thì ít nhất truy sát ông gặp được ông thì gặp hay không gặp tính sau, nhưng mà ít nhất phải là tiến sĩ thôi. Bây giờ rồi thứ hai là cái mục tiêu gặp họ thì nó chỉ là một cái mục tiêu tương đối thôi, đừng có mục tiêu chính của mình là làm sao để mình improve nó mỗi ngày, mình đặt cái level mình lên. Được chưa? Và qua việc này thì cũng chia sẻ mọi người một chút, hôm qua giờ cũng có chia sẻ với Anna nhiều trên chặng đường anh em đi với nhau công tác 2 ngày. Thì để có những người mình gặp á, họ hẹn mình tại những cái nơi mà nếu mình không hề biết những việc đó thì chắc chắn là mình sẽ không gặp. Anh nói chút ha, cái chiếm diễn đàn của Anna một chút, lát em có thể nói thêm. Ví dụ như họ hẹn mình đi sân golf, mình đang mặc cái áo golf nói chuyện với mọi người, tại vì ngày mai có giải golf ở ở VGA là Vietnamese Golf Association ở Houston. Thì nếu mình không đánh golf thì chắc chắn mình sẽ không gặp được những người đó. Nhưng mà nếu mình muốn gặp những người mà trên sân golf thì mình phải đánh golf.
Nhưng mà như vậy mình phải chơi một cái môn mà gọi là elite. Thứ hai thì hồi nãy hôm qua Anna có hỏi là ủa sao anh Trường quen được một anh đối tác mà anh ở Túc Bên Denver, anh là chủ của các cái khách sạn lớn mà bao nguyên cái khu trượt tuyết, mà khi anh qua Texas anh lại hợp tác bên Trường, trong khi đó rất nhiều cái đối tác khác không hợp tác được. Vậy Anna hỏi anh câu này không, mà chiều anh không trả lời em là để dành cho tối nay mới trả lời, tại vì đơn giản là nhà nó khu bao khu trượt tuyết. Thì nếu mà nói tới đây thì mọi người chat chùm Trường hoặc là mở mic nói cũng được, vì bữa nay mình tương tác mà. Thì thêm mọi người gặp được ông này thì mình phải chơi môn gì? Trượt Dạ đúng rồi, chơi tuyết môn trượt hả? tuyết, suy nghĩ gì nữa. Thì Anna mới hỏi là anh Trường tự trượt tuyết hay có đi học không? Thì chia sẻ mọi người chút là do mình làm nghề trainer, làm nghề tư vấn, làm nghề coach, nên không gì mình tự làm hết đó. Môn gì phải đi học đó. Và đi học sẽ thấy rất khác với người không đi học. Thì mình mới nói với Anna là anh đi học trượt tuyết ở Hàn Quốc và ở Thụy Sĩ. Thì khi đi học á, thì ông thầy, hai ông thầy em đều nói y chang luôn. Mày, hai vợ chồng mày là cái người Việt Nam đầu tiên đi học trượt tuyết của tao. Thì lúc đi học Hàn Quốc á, thì chờ mãi không có lớp nào dạy bằng tiếng Anh. Thì có lớp nó dạy bằng tiếng Tàu á, những tiếng Hoa á. Tại vì người Hoa tới học đông lọc lần tới 100 ông lần. Mà tới học để biểu diễn, để chơi cho vui thôi. Tại vì đi công tác học cũng 15 phút à. Lớp học nó dạy tới 2 tiếng, học có 15 phút à. Còn lại mình học thì nói thôi, mày dạy tiếng Hoa tao cũng vô tao học luôn. Và lúc đó tiếng Hoa cũng chưa giỏi như ngày hôm nay. Thì vô mới nghe chào hỏi vậy thôi. Xong thấy nó làm sao làm vậy, nó múa gần như đi múa luôn ấy nhỉ. Làm thầy biểu té là té, thấy nó té nằm xuống mình cũng té nằm luôn, biểu nhảy mình cũng nhảy, biểu đứng mình cũng đứng, mà thấy nó làm đúng không, cuối cùng là ngôn ngữ cơ thể. Rồi sau đó mình nhảy lên mình cũng trượt tới level master, rồi sau đó qua thạc sĩ thì học lại từ đầu. Thì lúc đó mình tìm được ông thầy giỏi nhất cái khu mà cái núi Titleist ở tới Thụy Sĩ cũng vậy. Thì lúc đó mình vô mình nói thôi tôi đóng tiền cho hai vợ chồng tôi học. Ông nói mày thiệt không, mày có serious gì học không? Nó thiệt đóng tiền á. Và hôm qua cái kể với Anna là tống tiền xong thì ổng cũng dạy, ổng nói là trong lịch sử tao dạy đây ba mấy năm rồi, hai tụi bay là người Việt Nam đầu tiên đi học. Thì em thấy mình chắc cái mặt mình nghèo nghèo quá hay sao đó, chưa thấy Việt Nam lại đi học được tuyết á. Ổng nói rồi ok hai chồng đi học luôn đi, nhưng tao chỉ lấy 50% tiền học phí của một người thôi, tức là hai người học nha cái gì, ổng chỉ lấy 50% học phí của một người thôi, còn lại tụi bay không cần đóng tiền. Rồi đồ vô đây tao cho mượn luôn, khỏi cần xách theo, được chưa. Ổng dẫn lên tới trên núi ổng dạy cho mình, ổng còn đi xuống ổng còn chụp hình, xin chụp hình nữa. Ổng nói là cho tao chụp tấm hình tao để ở đây, để lỡ sau có thằng Asian nào tới đưa tấm hình này ra là tao có thằng học trò Asian nó đi học này. Thì ổng hỏi mình là mày trượt, mày học trượt tuyết về có trượt không, thì nó trượt chứ, học trượt về phải trượt chứ. Ổng hỏi bao lâu mày trượt một lần, nói xứ tao không có tuyết, thứ tao gió trượt cát. Ổng nói ủa vậy mày đi học về không có trượt hả, nó không không có trượt. Không, ổng nói không đi trượt mà về học chi. À, ở đây các anh chị có thể biết rằng là ở Việt Nam mình đội tuyển SEA Games á, hay là đội tuyển thi Olympic mà thi môn trượt tuyết á, là téo kéo ra trượt cát ở Phan Thiết á. Bây giờ thì ông rất ngạc nhiên, ông hỏi là thường người ta đi học về gặp tao là người ta đi về người ta đầu tư con đường trượt chuyên nghiệp, mày không trượt mình làm cái gì. Thì tới một ngày ở Denver thì mình trượt tuyết ở Denver, thì cái bạn mà đối tác của mình á, bạn trượt cái đường Black, bạn hỏi mình á là mày có biết trượt tuyết không, nó biết. Mình hỏi mày trượt đường gì, nó đường Black. Thì mình mới nói chết bà, là đường Black là một là trượt là xuống núi luôn đó. Nhưng mà là cái đường ở Denver nó không có đường safety như ở Hàn Quốc. Thành ra ok, muốn vô đó thì tao làm cho mày trước 2 ngày, vô tập trước 10 ngày, rồi lên trước đó trừ 1 ngày nữa, rồi ngày sau tao tiếp mày đường black. Bây giờ thì xong đó về thì thân thiết, anh em thân với nhau thì mới nói là trước giờ ông chưa bao giờ trượt với người Việt Nam nào mình được trượt đường black. Rồi, mình trượt thì cũng không hay lắm cái gì mà đủ để chơi với họ thôi. Thì đó là lý do vì sao mà sau này anh em trở thành đối tác, và như Anna thấy ngày hôm qua mình có cái văn phòng mới của John Partners ở Dallas. Thì đó là cái câu chuyện để mình chia sẻ là cái người mình ngưỡng mộ hay là người mình cần gặp không nhất thiết phải người đó rất là high level. Và đôi khi có những người partner của mình mà thấy họ là right partner, mình không có câu chuyện để gặp họ thì không gặp được. Thì hy vọng là cái phần chia sẻ đầu tiên gợi mở cho mọi người những cái tư duy mới ha. Không biết nãy giờ mọi người nghe thấy có áp dụng được không, thấy gương mặt nó căng thẳng mà, thấy anh Trương căng thẳng, anh Thọ căng thẳng mà. Anh Trương hiểu ý anh Thọ chưa, anh em hồi gặp CC giờ chưa thấy căng thẳng luôn à. Anh Trương hiểu ý chưa, anh Cường hiểu ý anh Trương chưa. Cảm ơn anh Trường, những cái chia sẻ của anh nó rất là thực hay, và em thấy những cái kiến thức này nè, mình search trên Google thì không có, thật sự là vậy. Và chỉ có những người nào mà thật sự đã trải nghiệm, đã làm và đã chơi trong cái lĩnh vực đó rồi á, mình mới chia sẻ được những cái này. Rồi bây giờ, nãy giờ anh Trường chia sẻ cũng nhiều rồi, thì bây giờ tới phiên các anh chị hãy, thứ nhất có thể là anh chị chat nè, hoặc là anh chị có thể là bật mic lên, anh chị chia sẻ với mọi người ở đây biết là cái người mà anh chị ngưỡng mộ là ai, và anh chị đã gặp người đó chưa và có mong muốn gặp hay không. Ở đây có ai gọi là
raise hand chia sẻ với mọi người không ạ? Cảm ơn anh chị, cảm ơn chị Anna. May mắn là em cũng biết chị Anna rồi, em cũng nghe về anh Trường thông qua chị Anna và cũng hiểu về công ty mình một chút, thì em cũng rất là may mắn được tham dự buổi Zoom hôm nay, thì em cảm ơn cái cơ hội này trước. Hiện tại thì cái người em muốn gọi thì cũng khá là nhiều, nhưng mà cũng có một vài người em đã gặp được rồi và em cũng cũng hiểu cái anh Trường về một vài cái môn thể thao mà anh Trường từng nói là giống như kiểu nếu mà mình muốn gặp ai thì mình phải tạo cơ hội để mình có điều kiện ở trong cái môi trường để gặp người đó, ví dụ như là chơi cái thể môn thể thao họ thích hoặc là có cùng một cái tiếng nói chung, cùng một cái chủ đề chung. Thực sự thì cái hành trình của em đi Mỹ á, thì cũng là một trong những cái mà không hẳn là ngưỡng mộ một ai mà nó cũng là một cái trong cái mục tiêu mà giống như em truy sát để em đạt được nó. Trước đây thì em thì em rất thích là cái môi trường, cái American Dream thì đối với em là giống như kiểu nó là cái thuật ngữ mà cũng không hẳn là một người, nhưng mà nó là một cái thuật ngữ mà giống kiểu em khao khát được nó. Lúc mà em ở bên Mỹ thì gia đình em cũng là một trong những gia đình nói chung là không có tiền mà trợ cấp cho em đi học, cũng không có gọi là không có tài chính để chứng minh, không có gọi là học bổng, cũng không học giỏi đến nỗi mà được học bổng. Nhưng mà một trong những cái hướng mà em cũng muốn là tìm để tìm đến con đường Mỹ, thì em cũng muốn là lúc nào em cũng trong cái đầu em cũng là kiểu suy nghĩ là làm nào để tìm được cách đến Mỹ. Thì thay vì giống như kiểu như là rất nhiều người nói với em là giống kiểu tiếng Anh mình không good thì tại sao mình đi được Mỹ, hồ sơ visa thì cũng không có người nào chứng minh cho, hoặc là ví dụ như trong cái passport thì chưa bao giờ có một cái dấu mộc nó đi ra nước ngoài, thì người ta sợ là giống kiểu sang Mỹ là xin visa rất là khó, mà cái thời em xin là cái thời ông Trump mới lên ấy thì cũng rất là lúc đấy là cũng cũng rất là khó để xin rồi. Đầu tiên thì em nghĩ là em đi em chỉ đưa ra một cái kế hoạch là ok làm nào để đến được Mỹ thì là em đến, và chính vì cái mong muốn mà mình đến được nước Mỹ, muốn tìm được gặp thực sự là cái bức tượng nữ thần tự do mà em nhìn thấy rất là nhiều trên TV ở New York City, và đấy là một trong những cái thành phố mà em muốn đến. Và khi mà em tìm được cái cơ hội mà em được sang trao đổi văn hóa ở bên bên Mỹ, thì đến cái ngày mà em đi phỏng vấn đại sứ quán rồi rất nhiều người ở trong gọi là tư vấn cho em để đi Mỹ, họ còn bảo em là cái hồ sơ của em rất yếu, hồ sơ của em rất là khó để xin được Mỹ luôn á, mà có nguy cơ là giống như kiểu bị trượt ngay từ vòng đầu tiên á. Thì họ bảo em hỏi lý do vì sao thì họ bảo là do cái visa của em quá yếu. Cũng nghĩ là thế nếu visa quá yếu thì ok đi cải thiện visa thôi. Thì em ấy tranh thủ đi một vài du lịch những cái nước xung quanh trước để giống kiểu có dấu mộc thì để sang được Mỹ. Thì khi mà em đi những cái nước xung quanh trước thì thực sự cũng là một cái quá trình mà em được học hỏi, em cũng biết thêm được về cái việc là mình đi du lịch một mình cũng trải nghiệm cái cuộc sống ở nước ngoài như thế nào trước khi mình sang Mỹ. Và đến khi mà đến hỏi trong đại sứ quán mà em cũng rất là ngạc nhiên là họ cũng hỏi là tính tại sao là mày muốn sang Mỹ, rồi là mình sang đây thì mày tính làm gì, thì em cũng bảo là em muốn sang Mỹ bởi vì em muốn gặp cái bức tượng nữ thần tự do thôi, giống như Wow. kiểu như là mình nói cho họ biết là giống như kiểu thực sự mình muốn gì thôi á, mà họ cảm nhận được cái năng lượng, mà họ cũng hỏi là thế mày có muốn trở về không, em có muốn trở về, và thực sự em cũng vẫn muốn là truyền cái những cái gì mà em nhìn thấy ở Mỹ để về Việt Nam. Thế nên là họ cảm nhận được, họ cũng muốn là mình khao khát cái bức tượng đó đến mức mà giống như kiểu như là mình làm mọi thứ để mình sang để mình để mình đạt được cái yêu cầu của visa của họ, thì họ cũng ok, họ cũng approve cho em sang Mỹ Hay quá mà. Linda, bữa nay là em truyền được giấc mơ Mỹ cho rất nhiều anh chị ở đây đó. Dạ, nên là kể cả cái việc mà giống như kiểu như là họ bảo tiếng Anh em kém thì ok em lên đại sứ quán nhiều, em lên để em gọi là ngày nào cũng chạy chật cuối tuần ở trên đấy luôn á, đến nỗi mà giống như kiểu cái ông phỏng vấn mà từng là ông còn gặp em một hai lần bởi vì ông đi ra ông vào đi vào, nên là đó nó cũng là một cái em nghĩ cũng là một cái những cái lý do mà em được đỗ cái visa đi Mỹ. Cảm ơn Thì đã chia sẻ những cái vâng, cảm ơn cơ hội. giấc mơ Mỹ của em ạ. Giống như là cái thần tượng của em nó rất là thú vị không? Người ta thường thần tượng một cái người nào đó, em là tượng nữ thần tự do và em tìm cách để mà em vui qua tới đây. Cảm ơn. Dạ. Rồi em mời anh Nguyễn Houston nè. Anh nãy giờ giơ tay. Ok, em mời Rồi. anh chia sẻ. Xin chào tiến sĩ Trường, tiếng với lại Rồi, Anna chào và anh cùng Tuấn Anh. tất cả các anh chị em ha. Thực ra thì đúng là Trường hỏi cái câu là anh có cái ngưỡng mộ ai thì đúng. Không biết sao từ bé đến lớn anh lại có cái rất là lạ là không có ngưỡng mộ được. Cái này là một cái sự thiếu sót, anh biết đó là một cái sự thiếu sót của chính mình, không biết lý do gì đó. Thì nhưng mà thật sự thì thấy cái sự ngưỡng mộ và phấn đấu của Trường thì thật sự anh rất là thấy rất là thích thú, và thật sự là cũng rất là ngưỡng mộ em đó, rất là ngưỡng mộ em vì ở em có một cái Cảm ý ơn chí, anh. có một cái ý chí rất là mạnh đó. Thì hôm nay anh được nghe em nói vậy anh mới hiểu đó là cái động lực, những cái em có những cái động lực để em phấn đấu và nó dẫn đến có một cái ý chí mạnh mẽ như vậy. Và cái con đường em làm thì anh hoàn toàn rất đồng ý, là vì thực ra là mình phải có những cái điểm chung, cho dù đó là một người bạn hay là một người vợ hay là một người gì, người partner, người cộng đồng sự hay là hợp tác gì, thì tức là mình phải có một cái điểm chung.
nhiên nó điểm chung nó trong đó rất nhiều vấn đề, từ cái năng lực làm việc, từ sở thích, từ quan điểm sống, từ thái độ sống, thì nó đều để có thể một cái điểm chung, có thể chỉ một cái điểm chung nhưng mà rất là nổi trội, thì có thể mình có thể cùng làm việc với nhau và cùng đi trên một cái con đường nào đó trong rất nhiều lĩnh vực với nhau. Đó thì cái chuyện mà giống như trường đi học trực tiếp thì rõ ràng chính anh là anh không thích, anh không có điều kiện học trực tiếp, nhưng mà nếu anh là cái người chủ của cái chỗ trực tiếp đó thì anh gặp trường anh cũng sẽ rất là thích. Tại vì sao? Ở trường có một cái sự khao khát, một cái sự nghiêm túc, thì cái đó là một cái để cho người khác thấy mình nổi trội và mình khác biệt. Thì đây khi mình thấy được như vậy thì trong công việc mình cũng sẽ thấy được những cái, mình sẽ thấy được cái người ở cái người đó có một cái điểm để mình có thể làm việc chung. Giống như hồi nãy cái sự chia sẻ của Linda thì chắc Linda nhỏ hơn mình, chắc cứ xưng là anh, thì đúng có thể là em nói là em không có cái hồ sơ của em rất là yếu, nhưng mà qua cái câu chuyện vài em nói chỉ khoảng vài phút nhưng mà anh còn thấy được cái sự khao khát, cái sự mong muốn, cái sự nhiệt tình, cái năng lượng tích cực đó. Cái năng lượng tích cực đó có thể giúp cho cái người phỏng vấn người Mỹ, người ta rất là nhạy, người ta rất là giỏi, chứ không phải người ta dở đâu, người ta biết mình là con người như thế nào, thì người ta có thể duyệt cho mình, cho dù lúc này mình chưa có cái hồ sơ, mình không có cái gì, nhưng với cái niềm đam mê, với sự khát khao, với một cái nội, nếu như em nói là một cái năng lượng tích cực, thì người ta vẫn có thể cho mình đi, vì người ta biết mình là một cái người đàng hoàng đó, và nếu được qua thậm chí qua nước Mỹ là một cái công dân tốt, một người có thể đóng góp rất là nhiều cho xã hội bất kỳ ở đâu. Rồi thôi, bài chia sẻ ngắn gọn để cho mọi người nói tiếp. Rồi. Rồi, cảm ơn anh Tuấn Anh. Ở đây chia sẻ mọi người một chút là điều rất thú vị ha. Hôm nay chắc là lần đầu tiên nói được việc này luôn nè. Anh Tuấn Anh là cái người đầu tiên dắt Trường vào công ty khi Trường làm internship. Là cái công ty mà đầu tiên Trường đi làm thuê trong đời. Và cái công ty tập đoàn đầu tiên và anh Tuấn Anh là người dắt Trường vào. Và nhớ mãi luôn anh, cái anh này rất đặc biệt. Và mình rất là cảm ơn ảnh, tại vì ngày đầu tiên vô là anh lột hết trang sức trên người mình ra. Là đang một anh sinh viên đang ngon lành lột hết trang sức trên người mình ra. Khi mà anh Tuấn Anh đã đi Mỹ á, thì tới bây giờ là anh em disconnect với nhau là trong vòng chắc là hơn 10 năm. Thì Đúng hồi nãy rồi. có nói với mọi người là cái số 1 á, là truy sát ai, thì một trong những người mà Trường cần tìm lại khi gặp ở Mỹ là Trường cần tìm anh Tuấn Anh. Thì lúc đó tôi chia sẻ với mọi người là nước Mỹ nó rộng lắm, chả biết anh này nằm ở đâu luôn. Thì hồi xưa có chat một lần khi anh qua Mỹ xong rồi trên Facebook, mà anh cũng không active trên Facebook, mà Facebook cũng không còn luôn, còn có cái số hồi xưa của anh cũng không gọi lại được luôn. Thì mình mới truy sát đủ cái đường hay đó, mình tìm một cái người, sau đó người đó chỉ qua một người nữa, người đó chỉ qua một người nữa, mà mình truy sát lúc 12 giờ đêm, 12 giờ đêm bên Mỹ nè. Thì sau đó xong thấy cái số điện thoại mừng quá mới nhắn gọi cho anh, không được nhắn cho anh, xong cuối cùng gặp lại anh, và sau mười mấy năm anh em gặp lại bên bên Houston, thì đó là Rồi cái rất là vui. cũng rất là cảm ơn Trường. Thực sự thì cũng rất là những cái kỷ niệm mà khi Trường vào những cái ngày đầu vào KC đó, nó thật lòng mà không phải là vì hôm nay Trường như vậy anh mới nói, nhưng mà ngay những ngày đầu tiên em bước vào trong KC á, chỉ qua một vài cái việc làm của em, cái sự nhiệt tình học hỏi của em, thì anh vẫn nói ồ chắc chắn là Trường, không biết Trường có nhớ câu này không, nhưng mà anh đã nghĩ là anh có nói em câu đó, anh nghĩ chắc chắn Trường còn tiến rất là xa từ những cái ngày đầu tiên luôn. Thì vì với cái sự nhiệt tình học hỏi và lúc nào cũng ở anh thấy một cái năng lượng rất là tích cực và nó dồi dào ở em, thì anh nói ồ chắc chắn là Trường sẽ tiến rất là xa, và anh lúc đó anh vẫn biết là một ngày đó Trường sẽ xa 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 rất là xa với anh luôn, và cái ngày đó hôm nay là đúng đúng như anh mong đợi. Mà thật sự là rất là vui khi hôm nay gặp lại em, và Trường là một người tiến sĩ rất là giỏi, thực sự anh cũng là một ngưỡng ngưỡng mộ em rất là nhiều. Dạ, rồi, cảm ơn Nhưng anh. mà vì vì biết nhau rồi cho nên giờ không cần phải tìm gặp nữa. Hôm nay là cái buổi này anh Linh Đà, anh Tuấn Anh và anh Trường đã tiếp thêm rất là nhiều năng lượng cho mọi người ở đây luôn á. Tại vì hôm nay tham dự thì bản thân em cũng học thêm được một cái định nghĩa mới về cái người mình ngưỡng mộ. Nó không hẳn là một cái người nổi tiếng, không hẳn là một cái người gọi là quá giỏi, quá xuất sắc, mà là đôi khi nó là một cái người rất là gần mình. Ví dụ như là anh Tuấn Anh là người đã từng dẫn anh Trường vào cái công ty đó thì cũng tạo một cái ấn tượng. Và bây giờ anh Tuấn Anh nhìn anh Trường như vậy là cũng là ok, mình ngưỡng mộ cái sự tài năng của người này. Có những cái cách nó rất là có duyên và tình cờ với nhau. Nãy giờ em để ý nha, lúc mà em mới hỏi có ai giơ tay không, không ai giơ tay hết. Tới bây giờ mọi người nói có trớn rồi hay quá trời cánh tay giơ lên. Dạ rồi, em mời chị Thảo chia sẻ cái người ngưỡng mộ của chị nha. Và nếu được thì đặt câu hỏi tiếp cho anh Trường, anh sẽ chia sẻ cho chị cơ hội ngàn năm có một. Dạ, em xin chào tất cả mọi người. Trời ơi, mừng quá, hôm nay cuối cùng đã được có một cơ hội để nói chuyện trực tiếp với cả anh Trường. Trước hết thì rất là vui vì đã được nghe lại từ anh Trường, từ chị Linda và anh Tuấn Anh có chia sẻ thì rất là hay. Và cũng em cũng chia sẻ là người mà em rất là ngưỡng mộ đó là anh Trường. Thì thực ra em biết đến anh Trường thì cũng mới thôi ạ, chứ cũng chưa quá lâu đâu. Từ cái hồi mà Covid ý, thì em bắt đầu
có nhiều thời gian online thì mình bắt đầu là search về, em làm việc trải nghiệm khách hàng nên em mới bắt đầu search về trải nghiệm khách hàng, thì vô tình có tìm kiếm được một cái video của anh ở trên YouTube, nghe anh rất là ngưỡng mộ và tự nhiên có rất là nhiều điểm chung. Trước hết là phải rất là cảm ơn anh Trường vì đã là một cái người đi trước và truyền lại động lực để cho bọn em là những thế hệ đi sau ấy. Bọn em có niềm tin vào việc là nếu như mình cố gắng thì mình có thể đạt được điều đấy. Thì trong cái chủ đề ngày hôm nay mà mọi người nói về cái việc là ngưỡng mộ ai đó mà hãy tìm gặp họ, thì cũng rất là may mắn là em đã có đăng ký cái buổi offline ở Hà Nội tới đây để được gặp anh Trường rồi. Thì rất là hy vọng anh em sẽ có thể có thêm thời gian để chia sẻ với nhau hơn. Và cũng rất hy vọng trong thời gian tới em có thể trở thành học viên của CEC 06. Rất là vui được gặp các anh chị ở đây, thì toàn là những anh chị em biết là đều là rất là giỏi và cũng như là đang làm các công việc rất là quan trọng ở trong tổ chức của mình. Em cũng chia sẻ là cái cá nhân của em thì khi mà em làm việc thì em thì chưa học quá cao như anh Trường đâu, nhưng mà trong cái quá trình mà em làm việc ở các doanh nghiệp ấy, thì em cũng giống anh Trường, đó là cứ việc gì mà mình thấy nó có lợi cho công ty thì mình đều không ngại để mà mình làm. Thế nên là em cũng được luân chuyển qua rất là nhiều các vị trí công việc khác nhau và cũng được tiếp xúc với rất là nhiều các anh chị mà đến bây giờ mình nghĩ nếu như mà mình không có cái sự cố gắng như vậy thì chắc chắn là mình sẽ không được công ty cử đi học một cái khóa CX để và bây giờ mình lại theo đuổi nó. Cũng như là sau đấy thì là trong cái quá trình mà em làm việc ấy, thì em có chia sẻ lại những cái mà em đã từng làm và những cái thành công mà em đã làm để mọi người có thể biết được là mình có thể làm cái gì đấy nhanh hơn. Thì nhờ những cái chia sẻ như vậy mà em có thể vô tình được kết nối với cả các anh chị mà em nghĩ là nếu mà không có những chia sẻ đấy thì chắc em sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp bản chất là các anh chị, thậm chí là phó tổng của một tập đoàn rất lớn, và anh chị còn mời mình, anh chị quay ngược lại là anh chị mời mình đi gặp cà phê để nói chuyện cơ. Thì đấy là một cái may mắn rất lớn cho em và em cũng rất là vui vì không ngờ là nhờ cái việc mà mình làm một cách rất là đam mê và chia sẻ một cách rất là gọi là thiện nguyện, là chứ không có một mục đích gì trước, nhưng mà cuối cùng lại đạt được những cái thành quả đấy, thì em cũng rất là vui vì được chia sẻ cái đấy với cả mọi người. Dạ, cảm ơn anh Trường rất là nhiều và buổi Rồi, trưa nay anh cũng cảm chia ơn sẻ Thảo thêm với nha, mọi mặc người. dù là chưa gặp ngoài Dạ. đời nhưng mà rất là cảm ơn em đã follow anh và nãy là nói ngưỡng mộ anh nên rất là xúc động. Thì sắp tới Dạ. mà gặp ở Hà Nội ha, nhớ truy sát. Rồi sắp tới là vô lớp CC, ở đây có rất nhiều anh chị CC từ khóa 1 tới giờ ngồi đây nè. À, thì Dạ. em có truy sát anh chị nào anh em truy sát luôn ha. Thì Dạ, cái dạ em cảm ơn anh. Dạ. câu chuyện của Thảo có một cái điểm rất là hay đó, là Thảo thì đang tìm hiểu về CX, tức là Customer Experience. Thì có một cái điểm rất là hay là trong quá trình tìm hiểu thì bạn rất thích chia sẻ và bạn có host một cái cộng đồng về CX. Hiện nay chia sẻ một chút với mọi người là khi mà mình chia sẻ nhiều cho người khác á, thì kiến thức là một cái điều gì đó rất là thú vị, tức là khi mình cho người khác thì nó không mất đi mà mình lại có nhiều hơn. Thì Thảo chia sẻ rất nhiều về CX cho người khác và sau đó là em có ngược lại về những cái mối quan hệ cũng như là cái những mối quan hệ chất lượng. Thì từ cái việc mình chia sẻ đó, tiếng Anh nó gọi là pay forward. Ở đây cũng có một cái call to action, tức là nếu mọi người ở đây có gì đó hay hoặc là đôi khi mình thấy nó rất là bình thường đối với mình nhưng mà đối với người khác nó đó chính là một cái điều gì đó rất xa xỉ, thì mình hãy mạnh dạn chia sẻ với người khác. Và khi chia sẻ với người khác thì ngược lại mình sẽ được nhiều hơn. Ở đây không những không không nói về được về tiền bạc như thế nào đó, nhưng mình có thể nói là được những mối quan hệ chất lượng hoặc là những cái mà người ta có thể trong lòng người ta có thể là thầm cảm ơn mình, mà hoặc là sau đó người ta trả ơn mình một cách khác khác. Thì đó là cái cách mà mọi người có thể dùng cái kiến thức của mình để có thể chia sẻ nhiều hơn. Và nếu như Thảo không chia sẻ về CX thì chắc là cũng lâu lắm, anh không nói là không, cũng lâu lắm mới gặp được những người ở những vị trí như phó tổng, như tập đoàn như vậy. Thì đó là cái cách rất là hay. Cảm ơn Thảo nhiều hơn. Dạ, cảm ơn chị Thảo chia sẻ, cảm ơn anh Trường. Em thấy chị Thảo chia sẻ có một cái điều mà chị đang áp dụng rất là hay, đó là ví dụ chị đang ngưỡng mộ anh Trường đúng không? Chị đăng ký webinar tụ tối hôm nay, chị đăng ký đi dự hội thảo là gặp được anh in person, và chị đăng ký vô lớp CEC là được có cơ hội để mà trao đổi trực tiếp với ảnh. Thì đó cũng là một cái cách mà em thấy là mình tìm gặp và mình truy sát được cái người mình ngưỡng mộ. Ở đây có anh chị nào lớp CEC giơ tay để cho chị Thảo nhận diện, mai mốt ra nhận đồng môn nha mọi người. ICC. Chị Hello. xin nhiều lắm. À, Khóa mấy mình anh Trương nhỉ? khóa 3 chị Anna. Oh yeah. Sao ngạc nhiên vậy, nguyên nguyên rất nhiều người giơ tay mà Anna chỉ hỏi một mình anh Trương nha. Anh Thọ Chưa có một cái gì đó rất có là đặc hiểu biệt. ý không? Dạ, bởi vậy mà không xung phong làm community leader là hư phí anh Trương ơi. Dạ, mình em mặc áo xanh đó được. Hôm rồi em có đăng ký mà không biết sao cái tin nhắn nó lại mất tiêu. Dạ, đăng ký lại đi ạ. À. Đăng ký lại đi ạ. À. Dạ. Dạ, Với sắp thứ tới. hai thấy 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 bảo là thì chỉ có áp dụng cho một với hai thôi, em lớp 3 ra là cũng không bị mạnh dạn. Thôi nữa. Dạ, cũng chia sẻ với mọi người trên tinh thần là pay it forward á, thì hiện giờ mình là một trong những cái key member của Hiệp hội Quản lý Chất lượng của dự án ở Việt Nam, cũng đang đi chia sẻ rất nhiều.
Nếu mà mọi người có tham khảo trên BMI Việt Nam thì thấy hình mình trên đó khá nhiều trên đấy. Các sự kiện mình đang làm host rất nhiều trên đó. Hèn chị em thấy mặt anh hơi quen quen quá. Dạ Dạ, à, ok. anh chưa đăng ký đi nha, đăng ký đi nha, rồi Dạ trang rồi ạ. nha. Em thấy có Dạ anh dạ. Sơn giơ tay nha, em sẽ lưu ở đó chờ em một xíu, em hỏi thầy Trường, thầy Trường câu hỏi này cái là tới tới lượt hai anh nha. Anh Trường cho em hỏi là khi mà mình đã gặp được cái người mình ngưỡng mộ rồi nè, ví dụ như là mình tới một cái webinar hay là tới buổi hội thảo mình gặp người mình ngưỡng mộ rồi, thì cái bước tiếp theo là mình sẽ làm gì để mình có thể nói chuyện được với họ, và sau khi nói chuyện thì làm cách nào có thể giữ được cái quan hệ với họ, thì anh có thể chia sẻ một ít về cái vấn đề đó được không? À cái này hay quá. Thì đầu tiên là mình ngưỡng mộ, mình truy sát xong rồi đúng không? Thì cái này chia sẻ mọi người một chút. Thì cái này nó vừa có sách vở ha, tức là theo cái cách mà build relationship của trường đại học Harvard, thì cái này trường có nghiên cứu một cách rất bài bản về cái này. Và thứ hai là có rút ra một công thức cho chính mình, thì mọi người có thể coi thì nó áp dụng mọi người như thế nào nha. Thì đó là lý do vì sao nhiều người nét mà nó không work. Đặc biệt là trường có dạy cái môn này lúc mà trường ở Hà Lan, lúc mà dạy cho các anh chị đi hội chợ. Tại vì nhiều người nói sao mày đi hội chợ giống như tao mà mày về mày có nhiều khách thì mà tao không có khách ha. Thì cái này thực ra nó cũng có cách thôi. Rồi, thì cái này kết hợp với đông đông tây y kết hợp ha, chia sẻ với mọi người bữa nay. Tôi hy vọng là không phải bên đây không phải là bài giảng. Thì đầu tiên á, là khi mình nói chuyện với một người á, thì mình luôn đặt câu hỏi là start with why. Why mình cần gặp người đó, mà why người đó cần gặp mình. Ở đây chia sẻ với mọi người chút là không phải gặp chơi chơi vui. Gặp chơi vui thì gặp vui luôn. Còn nếu mình gặp những cái mối quan hệ mà như mình nói nãy giờ, thì mình start with why, vì sao mình gặp người đó và người đó gặp mình. Thứ hai là mình đặt một câu hỏi rất quan trọng đối với cái người mình gặp á, là what is for him or for her, tức là họ gặp mình thì họ được cái gì, đúng không? Tại sao họ phải gặp mình, đúng không? Thì mình sẽ thường mình gặp họ thì thường mình hay nói chuyện theo hướng là mình hay offer cho họ những cái giải pháp, những cái đề xuất, những cái kiến nghị, hay là bất cứ cái gì theo dạng là một cái quà tặng mình sẽ giúp được cho họ. Thì thường mình gặp ai mình cũng offer hết rồi, rồi sau đó họ nhận hay không tính sau. Chứ ít khi, rất ít khi mình gặp một người nào đó mà mình xin người ta là giúp mình cái gì đó. Bây giờ giống như một lần mình nhớ một cái câu chuyện là mình đi Malaysia, xong mình tới một cái chùa, thì cái bạn hướng dẫn Malaysia ra, bạn mới nói là tao dặn tụi bay nha, tại vì thấy là đa số là người Việt Nam ở Trung Quốc á, là tới chùa hay là thắp hương xong cái xin hoài à, mà tụi bay cứ cắm ba cây nhang lên là cứ giống như cục wifi phát tín hiệu xong cái ngồi xin hoài à. Thì giờ đừng có xin nha, nhớ vô là ladies and gentlemen, bắt đầu là chúc nha, chúc ông bà mạnh khỏe, chúc Phật mạnh khỏe, chúc các loại thành quan chức mạnh khỏe, và câu không có xin gì hết á. Và trong cái đám này là mình câu là không có xin, câu chỉ chúc thôi. Thì ông sẽ nhớ là mày là thằng duy nhất không có xin, và ông quay sao quay về ông phù hộ mày, chứ mày xin hoài là tao cũng mệt đó. Và tao thấy mày cắm ba cục wifi lên là biết là chuẩn bị mày xin tiếp rồi. Thì mình nhớ mãi cái câu chuyện đó, thì mình thấy ô cái này cũng hay, mà nó dặn mình trước là đừng có xin, đúng không? Thì tương tự như vậy, thì mình đã gặp rất nhiều người, thậm chí là rất nhiều người big man, big boss. Sau đó hai ba lần người ta đều quay ra, người ta nói mình câu này là Trường, mày cần tao giúp gì không? Và chia sẻ với mọi người là cái trong hồ sơ EB1A của trường á, thì chính phủ Mỹ cần có tối thiểu 12 cái thư giới thiệu của những người quan chức hoặc là những người lãnh đạo cấp cao ở Mỹ. Và mới phải thực sự là lãnh đạo cấp cao thôi. Thì thư của trường có hơn 30 cái. Và sau đó mấy tháng sau họ biết mình được approve EB1A á, thì một số người trước đó đây để nhận lời giúp mình á, người ta quay lại người ta trách mình, thậm chí một số ông gửi email trách luôn, sao mày không cho tao cái cơ hội để viết thư giới thiệu để giúp mày. Thì mình mới nói dạ cảm ơn, nhưng mà mình đủ rồi nên là cũng không làm phiền họ. Và cái đó những người họ quay lại hỏi Trường, mày cần giúp gì không, sao thấy mày toàn tới góp ý rồi cho rồi tặng quà rồi phản hồi chứ không thấy bây giờ mày xin cái gì hết đó. Đúng không? Mà ở đây các anh chị, ở đây có một số anh chị phía Bắc cũng vậy, thì một số anh chị quan chức phía Bắc hay gặp mình nói là sao mày đến góp với anh mình không xin gì, mấy thằng kia nó hay xin đó mà sao mày không xin vậy. Nó không, em không nhu cầu. Đúng không? Thì lúc đó mình tạo thành một cái thương hiệu cá nhân luôn, tức là thằng này gặp mình ít khi nó xin gì lắm. Thì lúc đó mình hay góp ý cho họ, thì lúc đó mình sẽ tạo một cái điều riêng. Và trong một cuộc sống nó rất là thú vị cái gì, tức khi mình không xin gì đó thì họ tìm đủ một cách để họ cho mình một cái gì đó, mà cho không trực tiếp thì gián tiếp họ cho mình một cách rất là thú vị. Thì lúc đó trường hay quay lại thì câu hỏi na bước đầu tiên á, thì mình đặt hai cái ha, start with why, tức là mình đặt câu hỏi người ta gặp mình người ta được cái gì, thì mình bắt đầu câu chuyện như vậy. Rồi câu hỏi số 2, câu hỏi số 2 rất quan trọng là mình keep cái connection đó trong vòng 24 giờ. Ví dụ mình gặp một cái người nào đó, cái này bữa trước cũng mới coach cho Anna xong, là mình gặp một người nào đó khi mình lấy số điện thoại xong rồi bảo đảm luôn không ai nhớ ai hết. Bây giờ thậm chí là người đó gặp 100 người chắc là không biết mình là ai. Thì thói quen của mình đó, là khi mình lấy điện thoại xong, nhưng mà thậm chí nhá máy luôn xong rồi nha, lưu số luôn rồi, mình vẫn làm một cái thói quen, thậm chí hai thằng đứng bên cạnh luôn mình ghi luôn à, xin chào
Ví dụ như xin chào anh, em là Trường đến từ John Partners. Dạ, rất vui được gặp anh ngày hôm nay tại cái hội thảo ABC đó. Và đây là tấm hình của em, hoặc là tấm hình anh em mình chụp chung. À, đây là thông tin của em nha. Và trong cái bio mình làm sẵn như cái sớ, bấm cái nó bay cái kịch qua. Và cái đoạn đó mình làm sẵn trong tin nhắn rồi, mình chỉ bấm 3 từ thôi, chưa mất khoảng tầm 0,1 giây nó bay qua đoạn dài như cái sớ này. Đúng không? Chứ còn mình không chờ cái chiều như Zalo là rất nhiều người kết bạn mình trên Zalo với trên Facebook mà nó vẫn còn cái waiting list gần 2.000 người, nó nhắc hoài ấy. Là mình luôn nhận được cái câu là chào bạn, kết bạn với mình nhé, là xong luôn cái gì hả, khỏi kết bạn luôn vì không biết bạn đó là ai luôn. Thì như vậy nguyên tắc số 2 là nhớ giữ một cái mối quan hệ trong vòng 24 giờ. Rồi cái số 3 tiếp tục là trong vòng 7 ngày, tức là sau 7 ngày mình nhớ một cái điều gì đó đối với họ, mà nếu người đó thực sự quan trọng đối với mình thì mình nhớ follow up vào một cái thông tin gì đó. Ví dụ ha, thì gặp một cái anh ở bên Mỹ này, thì anh đang muốn là về Việt Nam nhưng anh là người Mỹ rồi, và dù là người Việt anh đã lâu bên này, thì khi anh về Việt Nam mà phải xin passport, xin những cái visa để đi vào, mình có giúp ảnh một cái sau 7 ngày thì mình gửi một cái thông tin cho ảnh là thay vì mỗi lần đi ra đi vô anh xin cái visa nó cực quá, và em biết là anh là businessman và anh cũng xin mấy cái này nó cực lắm và anh phải đi nhiều nước nữa, trong đó có nhiều nước Đông Nam Á phải xin, thì đây là thông tin em có tìm hiểu cho anh và đây là cái thẻ APEC anh này apply. Thì mình nhắn tiếp, mình nhắn luôn khỏi hỏi luôn ha, nhắn luôn ổng khỏi trả lời luôn. Sau mình nhắn là nếu mà anh apply á, mà kênh thông tin ở Mỹ mà không có đối tác ở Đông Nam Á, thì nếu anh cần á, thì em sẽ add tên anh vào trong cái ban giám đốc công ty em. Và em sẽ lấy một số cái hợp đồng em chứng minh cho anh đã có cái đối tác ở Đông Nam Á. Thì anh có thể apply được thẻ APEC. Thì ổng đã nhắn ha, tao vừa chuẩn bị xin mày, thì mày đã nói là giúp anh rồi. Cảm ơn nhiều nha. Chấm hết. Rồi, đó là 7 ngày. Được chưa? Rồi, trong vòng 30 ngày thì follow up tiếp. Không biết là bữa trước em nói anh có thẻ APEC như vậy thì anh có nhờ em giúp không? Anh có cần không? Thì em mới nói là, trời tính nhờ thằng em mà ngại quá, không dám nhờ. Thì nay mày ngỏ lời thì giúp giùm anh luôn cái nha, giúp luôn. Thì dạ, xong giúp xong mới nói vậy khi nào anh đi Việt Nam anh sẽ tới anh đi, nhưng anh không biết chỗ đổ tiền Việt Nam, nó khỏi anh tới nơi sân bay có người tới đón anh tận răng luôn, anh chỉ cần cho em biết là đi đâu về đâu rồi chấm hết, còn lại khúc giữa em lo, được không anh chị? Thì tôi làm sẵn cho một cái lộ trình luôn, làm cái sẵn cái file luôn, có người đưa đón tận sân bay đưa về cho ông đi khách sạn, ông đi ở đâu từng chỗ một luôn anh chị, lo từ A đến Z luôn, thậm chí là đưa ông thêm 100 triệu tiền Việt Nam đồng và mỗi 5.000 đô rồi cho ông xài thoải mái đi. Ông mới nói là ủa không sợ anh lấy em 5.000 đô hả? Xong tôi mới nói trời anh mà lấy em 5.000 đô em quỳ lại anh luôn á, mà nên là anh giá anh có 5.000 đô xài chip như vậy, anh vẫn là hồi nào anh nói Trường ơi chuyển cho anh 5 triệu em mới sợ, chứ 5.000 xin như vậy bây giờ, và lên từ A đến Z vậy. Tức là ông đi qua thì ông mới nói là anh đi 2 vợ chồng với đứa con nữa nha, không sao xe em 7 chỗ anh ngồi 7 người cũng được nữa, lên cho người đó take care từ A đến Z. Và tôi đón từ sân bay trả về lại sân bay nguyên con đó nha. Thì cái chuyến đi nó nếu mà đi xong rồi đó thì theo cái gì ông có nhớ mình không? Rồi ông nhớ, ông phải ông nhớ tới già nó, ông nhớ tới xì luôn á, ông nhớ dữ lắm bây giờ. Và sau đó ông sẽ đi gặp ai ông cũng kể câu chuyện đấy, được chưa? Rồi vậy, và trước đó là trong cái người ông lòng rất sợ như vậy đó, thành ra các anh chị có một cái thói quen cái gì sẽ follow thêm 30 ngày nữa đối với những người mà quan trọng. Rồi thì trong vòng tiếp theo 30 ngày, xong tới 90 ngày, 90 ngày thì mình update mọi thông tin gì đó, mình có gì hay mình update đó, được chưa? À, còn không thì mình nhắn tin một cái câu xã giao thôi, hai anh lâu quá không gặp, anh có khỏe không, đúng không? Tiện đùng cái 3 năm không thấy mày nói vậy, nhắn tin anh ơi lâu quá không gặp anh có khỏe không, thì anh mới nhắn là mày có chuẩn bị mượn tiền anh hả, hay là có chuyện gì muốn mày mượn tiền hả, đúng không? Thì mình nhớ update trong vòng 90 ngày cái gì để mình keep relationship, đúng không? Thì ở đây không biết các anh chị có một thói quen không, là trên cái calendar của Trường á, Trường rất hay lưu cái ngày sinh nhật của những người quan trọng. Mình gặp là xong là lưu ngày sinh nhật luôn, thậm chí là cái ngày quan trọng đối với họ, ví dụ như là hôm đó là ngày người ta sinh con, hôm đó là ngày kỷ niệm ngày cưới, vì một lý do gì đó mình biết mình lưu vô liền. Bây giờ thì họ sẽ nhắc mình, à, tới ngày nó sẽ nhắc, ê, ngày đó là ngày kỷ niệm ngày cưới của ngày này nè. Thì mình thấy ô người này mới mới về warm up xong rồi thì khỏi, nếu người kia chưa bố xong thì gửi cho, được chưa? Thì lúc đó mình có một cái lần là rất là thú vị chia sẻ với mọi người, là có một anh Bitman đó, thì ảnh ngày kỷ niệm ngày cưới anh hay quên lắm, thì năm đó tự nhiên mình nhắc ảnh xong cái anh nói trời Trường nhờ mà nhờ em nhắc anh cái anh nhớ kỷ niệm ngày cưới để anh về lo cho chị cái, xong cái mình cũng nhắn cho bà vợ luôn nói chúc mừng ngày cưới anh chị nha, cái chị mới nói trời ơi, anh không nhớ mà em nhớ ngày sinh ngày cưới của anh chị luôn hả, xong cái mình mới nói năm nay chị sẽ có bất ngờ chị chờ chút, xong cái ảnh về anh cũng mua đồ anh làm kỷ niệm ngày cưới chứ, xong cái bà vợ mới nói trời ơi năm nay nhờ con Trường mà anh nhớ chứ ngày kỷ niệm ngày cưới hả, đúng không? Thì tôi mới nói là nhờ thằng nào không quan trọng,
miễn sao giờ có người nhớ kỷ niệm ngày cưới là được rồi. Thế với chị lúc đó hai vợ chồng happy không? Họ có vui không? Dạ, họ vui đúng không? Dạ, họ vui thì lúc đó dạ, ông chồng thì ông nói, ông nhắn tin lại cảm ơn nha, nhớ nha. Thì mình không nói, mình không có nhận công nhưng mình nói em giúp anh thôi. Rồi, nên sau đó mình rất là có cái close relationship với lại bà vợ đó. Đúng không? Nhưng bà vợ bà quan trọng với ông chồng dữ lắm. Đúng mà. À, lâu lâu bà xin nhanh bà đá chân cái hả? Anh nhớ làm gì với ông trường cái thì cũng khỏe lắm cái gì. Được chưa? Thì đó là những cái rất đơn giản trong cuộc sống mà Trường chia sẻ với các anh chị một chút. Thì các anh chị có thể có những cái mà đôi khi mình thấy ồ nhiều người thấy là mình hay direct quá hay là mình hay thực dụng quá. Thì mình có những cái nó đôi khi nó không phải như mình nghĩ nhưng mà đó, thì đó những cái mà các anh chị có thể nhớ làm một chút. À, thì đó là cái mà chia sẻ thêm bên cạnh cái việc là câu chuyện mà cái lộ trình. À, thì tóm lại là các anh chị nhớ trong trường là 24 tiếng này. Rồi sau đó là nhớ một tuần này, 7 ngày này, rồi tới 30 ngày này, rồi tới 90 ngày. Rồi trong một năm mình nhớ qua mức là một lần. Nên là lý do vì sao mà trường nhờ họ khi mà một cái việc gì đó thì họ đều biết là cái mối quan hệ với mình. Rồi cái này chia sẻ bên cạnh chút đi ha. Hồi nãy mọi người thấy là trường hay gửi hình cho họ đúng không? Thì mình chia sẻ chút là khi mình đến góp thì một trong những thói quen của mình là mình hay chụp hình giùm cho người khác mà mình không nói họ. Xong cái được khoảng 7 ngày sau cái mình gửi lại. Ờ, hôm trước đánh góp với anh em chụp được khoảnh khắc này anh đẹp lắm nè. Gửi cảnh giác nói wow. Tao đi đánh góp 10 năm mà chưa có nào chụp hình cho tao ấy. Toàn tao đi chụp hình cho họ không à. Và cảm ơn em nha. Nhờ em mà có anh có được tấm hình đầu tiên đi đánh góp trong đời luôn. Được chưa? Xong ông đăng lên Facebook liền. Nói cảm ơn trường, nhờ trường có tấm hình. Thì mấy bạn ông mới hỏi, thằng trường là thằng nào mà chụp hình cho mày? Đúng không? Mà ông phải cảm ơn mày, đúng không? Thì lúc đó nó vòng 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 qua rồi xong đó tới cái người quay lại. Rồi, thứ hai á là mình sẽ làm chụp những khoảnh khắc người khác, ví dụ như là trường là speaker. Ai chụp hình cho mình thì mình không biết. Nhưng mà những người là speaker thì mình hiểu cái tâm lý của họ. Thì mình cũng chụp hình với họ hay là mình quay lại cái đoạn record. Hoặc là mình quay một cái đoạn nguyên cái cảnh mà họ làm speaker đó. Thì xong xuống dưới mình hay nhắn tin, mình nói wow, chúc mừng mày nha. Nãy giờ mày làm speaker thấy ai trong chúng thầy giỏi. Cái bạn đó nói là you made my day. À, tức là hôm nay là mày làm như vậy là tao rất là vui tại vì không có ngờ là có người chụp hình tấm hình như vậy là nó là cái kỷ niệm. Đúng mà thì mình mới nói là wow cái bài trình bày của mày á là tao rất là ngạc nhiên tại vì không nghĩ là một cái người trẻ như vậy mà có thể đứng lên sân khấu. Cái bạn mới nói hồi nãy cái phần của mày nói tao rất ngưỡng mộ mày là vì mày cũng rất là trẻ mày như vậy. Thì đó, lúc đó nó mới hỏi ê mày là ai mới nói chuyện xong. Thì cái bạn mà tôi mới nói đó chính là con gái của chủ tịch một tập đoàn dầu khí rất lớn ở Houston. Đúng không? Thì nó mới nói tôi câu này các anh chị. Nó mới nói thật ra tao nói thẳng mày luôn á. Là tao nhờ ba tao chứ con tao đâu có nói được. Xong cái mình mới nói vậy ba mày là ai vậy? Cái đó ba tao không có làm gì hết á. Ba tao tuyển mấy thằng CEO đang ngồi dưới kìa. Đúng không? Thì đó là hội nghị oil and gas. Và lúc đó là mấy ông CEO ngồi dưới thì ba bạn đó chính là người chủ tịch cái công ty đó. Thì đó là do vì sao bạn được lấy nói. Đúng không? Thì sau đó mình có tấm hình chung. Và tới bây giờ tôi vẫn còn nói chuyện, thỉnh thoảng nói chuyện bạn đó. Nhưng mà và trong cái hội nghị đó thì có một cái người người ta muốn mua một cái nhà ở River Oaks mà người ta nhờ mình. Rồi người ta nói là bây giờ tôi muốn mua cái nhà minimum là 2 triệu. Nhưng muốn phải có một cái người nào đó để đủ khả năng để giúp cho một cái nhà 2 triệu đó. Đúng không? Thì đó là chính là những cái network mà mình phải giúp cho họ nhiều thứ. Đúng không? Và trong đó thì có một cái người họ mua xe mà nói là mua xe của ai không quan trọng, miễn sao là có cần một cái việc duy nhất thôi là xe phải chạy tới nhà mà sau này lỡ cái xe hư á thì phải tới nhà xách xe đi sửa cùng tiền bạc không quan trọng đúng không. Thì lúc đó mình có một anh giám đốc của một cái công ty chuyên làm sửa xe đó thì mình rất là tin ảnh mà mình giới thiệu ảnh vô thì từ đó ảnh bán nguyên xe cho nguyên cái dãy nhà River Oaks đó là một trong những nhà những cái khu mà rất là giàu ở Houston đúng không. Thì sau đó cứ lần nào anh cũng nhắn tin mình là cảm ơn trường đã giới thiệu anh vô một cái deal mà chắc là anh ở đây 30 năm chưa bao giờ anh chui được vô khu đó bây giờ. Thì mình nói có gì đâu anh làm dịch vụ tốt quá và em thấy là người ta yêu cầu một cái người uy tín thì em thấy anh là tuyệt vời. Thì anh nói là riêng anh là ai mà khách ở chỗ em mà điện qua là anh phải đi xử lý cho họ luôn. Mà ổng cũng là chủ tịch một cái công ty xe. Bây giờ thì Trường chia sẻ với mọi người là đó là một cái network nó liên tục xảy ra như vậy. Thì không biết là hồi nãy giờ Đông Tây kết hợp giữa cái công thức mà 24 giờ 7 ngày 30 ngày như vậy mọi người có thấy áp dụng được không? Hay là trước giờ mọi người có ai practice cái công thức này không? Cảm ơn anh Trường. Những cái chia sẻ của anh đó là em thấy nó đều có một điểm chung là mình phải cho đi trước và mình phải thật lòng mình quan tâm tới người đó thì mình mới có thể là mình làm được những cái chuyện như vậy. Giống như là cái chuyện mà ồ nhớ ngày sinh nhật người này người kia thì em thấy cũng nhiều người áp dụng rồi, nhưng mà cái chiêu của anh Trường gọi là cao cấp hơn, là anh Trường gọi là ok ra chụp hình giùm người ta những cái khoảnh khắc đẹp đó, những cái người ta không ngờ tới. Thường là mình thích chụp cho mình thôi, nhưng mà anh là anh nghĩ tới người đó và anh chụp cho họ, anh gửi cho Anh có họ. chụp hình cho em đúng không anh ạ?
Dạ, bây giờ em hiểu tại sao là đôi lúc là anh hay nhắc em là ồ em làm giống như là phóng viên hiện trường, để mà đó là một cái skill mà mình có thể dùng để mà mình connect với người khác, đó rất là tốt. Bây giờ thì vì cái thời gian có hạn cho nên là mình sẽ có ba anh là anh Cường, anh Sơn với anh Phúc nhé. Thì mỗi anh mình sẽ chia sẻ 3 phút giùm em nha. Rồi em mời anh Cường trước nè. Dạ rồi, cố gắng chia sẻ trong 3 phút. Rất là vui hôm nay có mặt ngày hôm nay nghe thầy Trường lại gặp mọi người. Thì cái chủ đề này thật ra nó là một chủ đề mà em rất là tâm đắc luôn. Trước đây em cũng có tham gia lớp CC rồi và cũng có được một lần thầy chia sẻ. Mà hôm nay được vào nghe lại là được biết thêm rất là nhiều thông tin mới nữa, rất là nhiều cái tip hay nữa. Đấy, nên là coi như là mình tiếp xúc và mình được học liên tục luôn. Thì em nghĩ là nhiều người có thể cũng giống như em thôi, trước đó cũng chưa từng có cái khái niệm là mình sẽ đi truy sát cái người mình ngưỡng mộ đâu. Tức là mình ok, mình có thể mình biết họ, mình thích họ, mình ngưỡng mộ thôi chứ không có nghĩa là sẽ gặp được họ. Thì em chia sẻ một xíu là cái bản thân em, cái trải nghiệm của em ban đầu cũng chưa từng biết. Thì hồi trước là em chỉ nghe những cái chia sẻ từ thầy Trường trên những cái podcast trên website YouTube thôi. Thì ấn tượng ban đầu em chỉ nghĩ là thầy một người Việt Nam rất là giỏi, đạt được những cái cột mốc rất là đáng mơ ước. Thì mình chỉ là một cái hình ảnh về ngưỡng mộ chứ không nghĩ là có thể có cơ hội để gặp được, tại biết là thầy cũng đi Mỹ đâu đâu biết được, trên vô tình tại biết là có cái lớp thầy mở về CC. Để em chia sẻ luôn, cái lớp đó là lúc em đăng ký là buổi buổi sáng hôm đó em nhắn hỏi cho em partner, thì biết là trong chiều tối hôm đó là cái buổi đó bắt đầu luôn. Đó là coi như nghe ngay ngày hôm đó là em quyết định là mình sẽ đăng ký mình tham gia luôn. Thì đó là lần đầu tiên, cái buổi đầu tiên mà em gặp thầy á, đó là lần đầu tiên mà em biết được cái cảm giác mà mình có thể trực tiếp gặp được người mà mình ngưỡng mộ nó như thế nào. Ngày trước xưa giờ mình chưa từng có cái khái niệm đó. Và sau cái đó, cái hay hơn á là rõ ràng mình gặp thầy thì mình học được rất là nhiều thứ rồi, nhưng mà mình cũng sẽ nâng cao cái khả năng của mình. Nhưng mà có một cái ý là em cũng muốn chia sẻ là khi mà mình gặp được cái đối tượng đó rồi, nó sẽ giống như một cái cánh cổng mình mở ra thêm rất là nhiều thứ đằng sau nữa. Và thú thật là trong cái lớp đó em thấy mình gặp những anh chị toàn những người rất là ngưỡng mộ. Không, ngay buổi đầu tiên tiếp xúc thôi em đã đặt mục tiêu là có thể thầy Trường ở Mỹ thì quá xa không gặp được trực tiếp rồi, nhưng mà những anh chị ở Hồ Chí Minh, những anh chị ở Hà Nội thì kiểu gì mình cũng phải gặp được, tại vì ở họ mình thấy được ai cũng có những cái hay để mình học. Thì từ đó rất là may mắn là anh em cũng có những cơ hội để tương tác với nhau, để học hỏi lẫn nhau, và bây giờ mình xây dựng mối cộng đồng. Rất là cảm ơn chỗ anh Trường đã set up được mỗi cộng đồng rất là hay, là anh em mỗi tuần có cơ hội ngồi lại với nhau ngắn thôi nhưng mà cập nhật chia sẻ với nhau những kiến thức, và mình thấy là mình đang được tiến bộ mỗi ngày luôn. Đó, tức là sau những cái mình gặp được người mình ngưỡng mộ rồi, họ lại mở ra cho mình gặp thêm được những người mà mình có thể ngưỡng mộ hơn nữa. Và những cái cuốn sách mà thầy giới thiệu để đọc, mình lại biết thêm những cái con người đó có thể xưa giờ mình chưa từng biết tới nên mình không ngưỡng mộ. Mình nghĩ là mình cuộc đời mình không ngưỡng mộ ai hết, chẳng qua mình chưa biết những người họ giỏi tới mức nào thôi. Thì em nghĩ là những cái này nó mở ra thêm cho mình. Đó thì đó là những cái mà em muốn chia sẻ. Hay Wow. quá, cảm ơn Cường ha. Rồi bữa nay tôi có là đề nghị là đừng đừng gọi là gặp đối tượng hết gì. Nãy nghe thấy gặp thầy ngưỡng mộ, gặp đối tượng này thấy căng quá. Đề nghị anh Thọ cho chuyển lại đối tượng này lại ha. Rồi cảm ơn Cường. Giờ tôi mới biết là anh Trương có câu lạc bộ nhậu định kỳ của CC nè. Mấy bữa về nhậu tiếp anh Trương ha. Bữa đó là thấy có bốn bốn đối tượng CC ngồi nhậu nè. Mà thấy có một một toán các cái đồng chí ra là dọn đối tượng này mà đối tượng này không chịu về nè, đúng không? Mấy đối tượng ngồi thú cuối luôn đó. Dạ là thử, đây cái không phải là cái nhóm nhậu thầy, đó là cái nhóm ôn luyện anh em. Đó, anh em là quên bài, thành ra là em có cái idea là tạo một cái group để mà study group để cho các anh em ôn bài từ module 1 cho tới module 3. Thì ôn luyện liên tục, làm bài tập liên tục, rồi có những cái case study liên tục. Thành ra là không 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 bị trễ, không bị là mất kiến thức từ của thị trường. Là Hay như vậy quá. chứ cũng không ăn nhậu gì hết ạ. Hay quá anh. Cho anh này chia sẻ cho những ai mà chưa biết đó, thì CEC là viết tắt của cái khóa mà chuyên gia tư vấn xuất sắc do bên công ty Turner Partners đang dạy. Thì anh này hiện tại đang là học viên khóa 5, thì anh này mới biết là cái CEC ở Việt Nam nó rất là sôi động và nó có cái study group nó quá chất lượng.
Thì như nãy là anh Cường chia sẻ là mình ngưỡng mộ người này, nhưng mà vì mình đang tìm hiểu cái người mình ngưỡng mộ, mình vào cái môi trường đó, cái tự nhiên mình lại có thêm những cái người mình ngưỡng mộ khác, mình có cơ hội mình tiếp xúc với họ, thì đó là một cái hướng mới, một cái gợi mở nó rất là hay. Anh chị có thể là về mình suy nghĩ, mình áp dụng vào cuộc sống của mình. Ok, rồi bây giờ em mời anh Sơn 3 phút chia sẻ của anh ạ. Cảm ơn Anna, cảm ơn thầy và các anh chị cho Sơn có cơ hội chia sẻ. Xin chào thầy ạ. Sơn Rồi, có 3 phút và chia sẻ cũng rất ngắn đấy ạ. Có ba ba nhân vật ở đây mà Sơn chia sẻ trong 3 phút ạ. Thứ nhất là thầy Trường, chia sẻ anh chị là hành trình đến với John Partner thì trước đó là Sơn bắt gặp trên YouTube là sao có cái anh này nói hay vậy, search tìm truy sát các kiểu, ông này là ai mà nói hay vậy. Và về sau là tìm ra là thầy Trường và chia sẻ với anh chị để Sơn học Lean Six Sigma, rồi học CC và một số khóa nữa của thầy. Và thực sự là đến bây giờ thì Sơn đây là một quyết định rất là đúng đắn và rất biết ơn thầy đã có cái các chương trình đó để cho anh em được luyện công và học tập. Và chia sẻ với các anh chị là cái nhóm anh Trương vừa vừa trao đổi là khi anh Trương và anh Trương chủ trì mở ra là anh em đang nhậu với nhau hàng tuần, vui lắm, nhậu online ạ. Dạ. nữa hồi nãy anh Trương là nói là không nhậu được mà anh làm Heineken đâu biết nhậu đâu. Dạ. Sơn làm gì lộ hết. Trương Yes. Mão Xanh là trong trắng lắm. Sơn có một cái câu chuyện ngắn thứ hai là trước đây thì Sơn làm Sơn vẫn đang làm trong ngành kiến trúc xây dựng thì rất là ngưỡng mộ bác Hải tập đoàn Hòa Bình. Và trong một cuộc hội thảo thì bác ấy là speaker chia sẻ thì mình đã quyết tâm là phải đến gặp xem bác thế nào. Và rất là may mắn là gặp được bác, xong hai bác cháu chụp hình chung với nhau. Thì về sau thì lại cùng anh em thành lập cái Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Việt Nam, và chính nhờ cái hành trình đấy mà bác cũng là người tham dự và lại gặp và tương tác với bác nhiều hơn, rồi được đi ăn đi uống với bác. Và cũng một cái điều rất vui là về sau thì cái team team chuyên gia của mình là ký hợp đồng thường xuyên với Hòa Bình để làm cái một cái module tư vấn liên quan đến cái giải pháp của công nghệ xây dựng. Wow, tuyệt vời Thì chia ha. sẻ đấy cũng là một cái may mắn mà mình cũng cũng vô tình đi được áp dụng được. Và chia sẻ với thầy với các anh chị là có một người mà Sơn mong muốn gặp, đó là anh Nguyễn Đức Tài của Thế Giới Di Động, nhưng mà chưa gặp được bác ấy. Anh Tài, tại sao mình ngưỡng mộ, bởi vì giữa anh Tài và thầy Trường cũng có những điểm chung, là mình rất ấn tượng những người mà lãnh đạo lớn nhưng mà mọi người nói rất là đơn giản, tức là nghe rất là dễ hiểu, nghe rất là lọt tai, tức là toàn những kiến thức nó rất là hay nhưng mà mọi người nói lại giống như kiểu lố hóa, tức là nói rất là đơn giản. Thì Sơn gặp được thầy Trường và đến với John Partner học cũng cũng vì điều đó, những người mà chuyển hóa được những cái rất là cao siêu của doanh nghiệp mà thành những cái cực kỳ đơn giản như thầy Trường, như anh Tài là những cái mà rất hay thì mình phải gặp. Thì một trong cái mong muốn là gặp được anh Tài của Thế Giới Di Động, ngoài việc là anh ấy truyền đạt rất là đơn giản dễ hiểu, thì những cái anh em mà đi cùng anh Tài thì được anh ấy cũng chia, và có rất nhiều người Tài đi theo anh thì nhất định anh ấy phải là một người lãnh đạo rất là xuất sắc. Thì đó là cái Sơn chia sẻ. Một lần nữa biết ơn thầy, cảm ơn các anh chị. Dạ. Dạ, cảm ơn Sơn nhiều ha. Rồi, hôm nay gặp nhau lần nữa và gặp nhau ngoài buổi học nên là cảm ơn anh Sơn, đặc biệt là về cái giỏ quà Hà Nội của anh ha. Giỏ quà Hà Nội của Dạ. anh là làm nhiều nhiều bạn rung động quá. Dạ. Rồi, ở đây chia sẻ một chút là anh Sơn có cái điều thứ ba rất đặc biệt là mong muốn gặp anh Tài Thế Giới Động. Đây tưởng chia sẻ mọi người một chút. Thì ở đây có cho hỏi nhanh là có ai ngưỡng mộ anh Tài và mong muốn gặp anh Tài không? Dạ, có mà. Có anh Sơn. Rồi, rồi có hai các bạn Yến, rồi Khang. Đây là thời điểm vàng để gặp anh Tài. Chia sẻ một chút là nếu mà mọi người có coi YouTube của trường á, thì mọi người có thấy một cái series mà trường phân tích về Bách Hóa Xanh không? Các anh có coi cái đó không ạ? Dạ, Bách Hóa Xanh. Và có nó lên TikTok và cái clip trên TikTok tới có một thời điểm nó lên tới những cái clip mà từ 1,3 triệu. Và sau này rất nhiều người hỏi là ủa anh Trường ơi, thầy Trường ơi, cái clip mà, mấy cái clip mà vài triệu người coi Bách Hóa Xanh đó đâu rồi? Thì tụi hai đi nó đi rồi. Tại vì đơn giản lắm là khi tôi nói vài cái liên quan tới Bách Hóa Xanh á thì nguyên ekip của Thế Giới Động đi truy sát tôi luôn. Và trong đó có một người là làm về IR, tức là Investor Relation, thì chỉ mới gọi cho trường mà chỉ gọi không được. Xong chỉ mới gọi qua cái người làm IR, mà một trong những người làm IR giỏi nhất Việt Nam là anh Trung nhà mình á. Thì anh Trung mới nói ồ chị muốn gặp anh Trường hả, rồi chị gặp em trước đi, rồi em xử lý cho. Thì lúc đó là chị mới nói là trời ơi anh Trường anh phân tích cái clip này á là giờ chị muốn gặp ảnh để giúp giùm cho Thế Giới Động quá. Nhưng mà thì Trung mới nói là nếu mà cái case này á thì chỉ có anh Tài,
là cái anh chủ Bách Hóa Xanh đó, thì mới giúp được thôi. Thành ra chị mới nói là ô cái này là hai anh còn chờ sẵn nè, chỉ cần là anh trưởng anh đồng ý cái là hai anh là vô gặp liền luôn. Nhưng mà thì Trung mới điện cho mình nhớ mãi buổi sáng nó đang ngồi chuẩn bị đang đang trong Covid là cái gì ha, lúc đó đang trong Covid thì Trung hỏi trường trường rảnh không, hỏi làm gì vậy? Anh Tài với anh Danh anh gặp trước. Hỏi Tài với anh Danh nào, tưởng hai thành phần xã hội nào nữa, thì nghe Tài với anh thấy ghê quá mà mới nói anh Tài với anh Danh nào vậy. Không, anh Tài anh Danh thấy với động á, ok hiểu rồi vô luôn. Mà xong bay lên Zoom thì nguyên băng ngồi chờ sẵn trong phòng, nguyên băng ngồi trong phòng họp ngồi chờ sẵn luôn. Mà vô hỏi giờ anh đừng giúp ABC như này. Nhưng mà thì thực ra mình làm cái clip đó mình không có ý định đả kích hay là ý định tăng bốc gì cả, cũng không đả kích và cũng không tăng bốc, mình chỉ nói một cách nó trung lập thôi. Mình rất hy vọng là cái clip đó giúp được cho khán giả người ta giải tỏa bớt, và thứ hai là giúp cho thế giới động tốt hơn, Bách Hóa Xanh tốt hơn. Và trong đó có tiếp lời của anh Cường là có một đối tượng số 2 đi truy sát mình luôn, đó chính là ban quản lý của TikTok Việt Nam. Thì ban quản lý TikTok Việt Nam cũng truy sát mình luôn, tại vì muốn đưa những cái clip mình lấy xu hướng, tại vì nó trời anh nói đúng cái chỗ mà người ta đang cần nghe luôn. Và người ta truy sát cái gì biết không, một đêm á đội ngũ của Joe Bada duyệt comment á là 20.000 comment, 20.000 comment đã lên TikTok, duyệt tắt luôn cái flow của TikTok luôn, mà và lúc đó lên đầy luôn. Thì lúc đó người ta đi truy sát mình và hai đối tượng đã truy sát mình. Và lúc đó giám đốc marketing của TikTok tại vì đi gặp mình mới nói là anh Trường ơi bên em á là ở đây các anh chị biết biết TikTok đúng không, mà biết cái việc là lên xu hướng của TikTok đúng không, mà xu hướng của TikTok thì nó mà trước giờ mọi người hay hỏi Trường là anh Trường ơi làm sao anh lên xu hướng TikTok hoài vậy. Thì bên đây mới chia sẻ nè, vì hôm nay hồi nãy giờ xin lỗi là vô đề ba luôn với Anna nãy giờ nên chưa kịp nói lời cảm ơn ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều sắp xếp thời gian ngày hôm nay ha, thành ra là tặng quà mọi người một chút. Thì bí kíp gia công mà đừng nói ra nữa là bị đánh đó nha. Thì xu hướng cái lây xu hướng của TikTok là TikTok đang làm bằng cơm nha cái gì, nên không có cái thuật toán gì hết á. Nhiều người hỏi Trường là anh Trường làm sao lên TikTok bằng xu hướng, dạ có người nó đẩy lên mình TikTok. Thì lúc đó giám đốc marketing của TikTok nói anh Trường ơi em đẩy anh lên xu hướng nha. Hỏi ủa đẩy bằng cách nào, dạ, em đẩy lên luôn. Thì mình cũng rất là ngạc nhiên, cái từ đẩy lên mình tưởng là có thuật toán gì em đẩy anh lên nha. Nó dạ, mình nói ok em cho cái mechanism nó đẩy lên đi, nó không không có mechanism gì, em bấm nút là anh lên liền. Dạ, thì bấm nút là mình lên thiệt. Dạ, thì lúc đó lên lên xu hướng, ủa thiệt bằng cơm mà. Dạ, giờ mới tin đúng không? Thì lúc đó các anh chị biết là search những cái từ khóa liên quan tới Bách Hóa Xanh, Thế Giới Di Động, những cái cục như vậy là lên xu hướng luôn. Mà mình có hai lần lên xu hướng, một lần lên xu hướng của Bách Hóa Xanh, một lần lên xu hướng của hai lần. Thì nếu mọi người coi những hai cái clip đó thì rất nhiều người coi trong cái xu hướng đó. Thì quay về lại đây thì anh Sơn đã học trường rất nhiều khóa rồi. Và các anh chị ở đây như trường nói là học trong lớp CC đó, chúng ta đóng rất nhiều vai trò khác nhau. Thì bây giờ anh Sơn đơn giản lắm, mình ngồi mình study lại. Thế giới di động bây giờ đang bị bệnh gì? Dạ, anh Sơn có biết là thế giới động vừa rồi lợi nhuận thế giới động bao nhiêu tiền không? Thì hôm nay có đọc nhưng hiện tại không không nhớ, nhưng mà sụt Đó, bây giờ giảm rất thành ra nhiều mình ạ. giờ mình tìm Hai tỷ cái số bao nhiêu ạ? Anh Cường bao nhiêu em, người? một cửa hàng còn có 2 tỷ một cửa hàng so Dạ. với Dạ, không phải là 2 tỷ một cửa hàng đâu, đây là 2 tỷ của thế giới động luôn đó. Dạ. 2 tỷ là bây giờ lợi nhuận là còn thua một số anh chị trong lớp đang ngồi đây nè. Đúng không? Thì lúc đó bây giờ mình quay lại thôi, anh Sơn về làm lại thuật ngữ trong CC, làm KYC, làm proposal, làm chuẩn bị sẵn. Dạ. Rồi viết cái lá thư gửi cho Thế Giới Động. Nói anh Tài ơi, anh có 3 ngày để gặp em. Đúng không? Trong không gặp nữa, gửi tiếp, anh có 7 ngày tiếp theo để gặp em. Rồi nếu anh không gặp em là anh hiểu rồi đó. Đúng không? Thành ra vừa rồi có chia sẻ mọi người có một cái clip quảng cáo, một cái đoạn quảng cáo trên Facebook người ta quảng cáo rất là ác liệt cái gì đó. Bạn có muốn cái proposal này vào tay đối thủ của bạn không? Nếu không muốn thì hãy đi gặp chúng tôi. À, thấy agency quảng cáo ghê cái gì. Dạ, thì nhắn anh Tài vậy đó ha. Thì còn anh Tài em cũng không gặp mình luôn thì mình lên lên YouTube mình lịch sự mình nói dạ anh Tài em thương anh quá và không biết trong đó có tiền của em hay không. À, nếu với anh chị là cổ đông thì em có 3 điều sau đây muốn nhắn gửi anh, thế hy vọng anh nghe được cái clip này. Rồi nói xong thì tự động nó bay lên thôi. Được chưa? Và sẽ có yên tâm lên đội quân anh Tài đông lắm, đội ngũ ngồi chờ sẵn nè. Lúc đó sẽ truy tìm anh Lê Bá Sơn ngồi ở đâu, đúng không? Mời anh tới, anh Tài ngồi chờ sẵn là mời anh tới uống trà là gặp thôi. Easy mấy anh chị. Được mà. Vừa rồi các anh chị thấy anh chủ tịch ngân hàng không? Dạ. Yeah. Anh lên top trend số 1 vượt qua luôn. Rap Việt mùa 3. Đúng không các anh chị? Đó. Và cái clip đó, những cái clip kiểu đấy cách đây 5 năm nó cũng ra của anh chủ tịch đó. Mà cách đây 5 năm thì nó ra bằng đường cách mạng như thế này. Tức là một cái clip rò rỉ chưa bao giờ thấy trên mạng. Đúng rồi. Và cẩn thận trước khi mở.
Trước khi mở ngó xung quanh coi có ai không, và trước khi mở cẩn thận ha. Rồi thấy ghê quá gì. Dạ mở ra rồi rồi xong thì trước đó 5 năm là anh chủ tịch anh đã nổi tiếng rồi, thì bây giờ anh nhảy cú thứ hai thì bình thường có gì đâu, đúng không? Và như vậy thì ai cũng biết anh hết. Thì như vậy quay về lại ở đây chia sẻ một cái cuối cùng á cho cái chỗ anh Sơn á, là nếu anh chị muốn gặp một cái người đó trong trường hợp này cụ thể là anh Tài Thế Di Động thì hãy làm một cái proposal tặng anh. Mình nói là dạ anh Sơn, em là chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp, em sau khi phân tích khảo sát nhu cầu của anh ABC thì đây là cái proposal miễn phí của em, mà thông thường cái proposal này của em là 10.000 đô là em tặng anh. Rồi anh coi đi, anh có 3 ngày để anh coi, và đây là địa chỉ liên lạc của em. Rồi được chưa? Thì anh sẽ, nếu mà cái đó hay họ có truy sát mình không các chị, mà tôi chia sẻ với anh chị rất nhiều lần rồi đó, một trong những người mà được tổng thống Obama phải hẹn gặp trực tiếp tại Nhà Trắng đó chính là Elon Musk. Thấy chưa? Vì Elon Musk nói một cái điều mà Obama không có hiểu được, và những người big man người ta cần phải biết làm việc gì cái gì, thì Obama mới hẹn gặp luôn Elon Musk tại Nhà Trắng, người tới mày giải thích giùm tao sao. Thì anh Sơn sẽ không ngạc nhiên lắm nếu mà Thế Giới Động book cho anh cái máy bay hạng thương gia bay từ Hà Nội bay vào trong quận 9 ha, tới khu nghệ cao quận 9 và tới gặp Thế Giới Động, và trong đó anh vô phòng thấy nguyên ban ngồi chờ sẵn rồi. Rồi mày vô mày trình bày proposal cho anh, mày không trình bày mày khỏi về luôn. Bây giờ rồi nó vui ha, thì nó anh Sơn làm dư sức đúng không, học nhiều quá giờ tung chưởng thôi, coi thể bị bệnh gì đúng không. Ừ. Và đối thủ lớn nhất của Thế Giới Động bây giờ là ai anh chị? Dạ giờ rồi anh chủ tịch của công ty đó tính là nhảy giống anh chủ tịch ngân hàng, tôi can thôi đừng nhảy. Dạ anh nhảy người ta bỏ luôn công ty luôn anh luôn á, đúng không? Dạ. Đối thủ lớn nhất của Thế Giới Động trong đợt vừa rồi là ai các anh chị? Không phải FPT. FPT quá lâu rồi, FPT là Thế Giới Động quá lâu rồi. Hay quá anh Khang biết nè. Thấy không? Trong lớp mà tôi chỉ cần đọc bass là có người biết rồi nè. Bây giờ rồi, anh Khang biết rồi thì ta khỏi trả lời nữa ha. Thành ra khi mà mình thực sự serious về nó, thực sự để ý quan tâm về nó, nên ở đây nói thử nha, đây vì nhiều nhiều học viên CC trong lớp quá, chuyên gia tư vấn trong lớp quá, khi tôi nói tới đây là thấy với anh chị là tôi với Joe với đời có thuốc sẵn cho Thế Giọng chưa. Dạ có thuốc sẵn rồi. Dạ đợi cuộc gọi điện thoại người thân mà xong rồi thuốc nó đưa tới nhà luôn, thấy chưa? Rồi nên là anh chủ tịch của công ty đối thủ á, là anh chuẩn bị anh lên anh nhảy đó, nên anh Tài chuẩn bị là bây giờ thay vì hát bài văn hóa doanh nghiệp thì chuyển qua phải nhảy cô đơn trên trên ghế salon gì đó. Dạ thì bây giờ cô đơn mình chiếc iPhone gì đó thì lại nhảy vài bài mới được, được chưa? Thành ra là đó cái cách cái gì ha. À, và đây là cái cách mà chuyên gia tiếp cận một cái người nào đó, đúng không? Và mình tiếp cận bằng tri thức một cách đó sòng phẳng, một cách đó bài bản. Thành ra trong lớp mình có được học là mình không khiếp sợ trước quyền lực, không khiếp sợ trước tiền bạc, đúng không? Mình có tri thức người ta bắt buộc phải đi tìm mình, nếu thực sự cái anh chị là cái người đưa một cái giải pháp thì chỉ có anh chị có thôi. Chắc chắn người ta sẽ gặp anh chị. Nhưng mà và tôi thứ thầy là tôi làm TikTok chơi cho vui cái này, và cái kênh TikTok cũng phải tôi quản lý nè, sẽ có một cái đội ngũ quản lý TikTok. Thì sau đó mà cũng có người đi truy sát là cái chị biết rồi, đúng không? Thì chứng tỏ là cái gì biết đội quân cái càng quét cỡ nào, và tôi tắt cái những cái clip đó. Bởi vì họ nhờ tắt giùm, chứ còn để nữa là nó lên nó tấn công nữa là mệt nữa, đúng không? Thành ra đó giờ vì sao phải hai bước để giúp một số doanh nghiệp tốt lên, thì mình không có ý định gì cả, thì mình phải hai là sau khi mà họ đã hiểu được cái việc đó. Rồi, ok, để trả lại cho bạn Anna nha. Cảm ơn những cái chia sẻ giá trị của anh Trường. Anh chị thấy không, khi mà mình dự một cái buổi webinar như thế này là nhiều khi mình học được một cái bí kíp mà bình thường mà mình không có được, giống như anh Sơn bây giờ đã biết bí kíp để gặp được anh Tài bên Thế Giới Di Động rồi, phải không anh Sơn? Ok, ở đây thì em hồi nãy thấy anh Phúc có giơ tay đúng không? Anh Phúc có muốn chia sẻ 1 2 phút với mọi người không? Cháu chào chú, chào các anh chị đồng đội. Cháu hơi đặc biệt là cháu bây giờ vẫn là đang sinh viên và chuẩn bị vào năm hai. Thì Rồi, chào Phúc cháu, nha. Chú thấy cháu nhiều lắm rồi mà lần bữa nay chú mới gặp cháu đó. vâng, cháu Rồi. cháu xin mà, Bữa nay cho chú làm anh cái nha. vâng ạ, thì cháu đã xem hết tất cả video của chú, và cháu từ những cái năm hai, từ những video cũ nhất thì cháu đã xem hết, là cháu đã cố để tiếp thu hết được những cái kiến thức đấy. À, cháu rất là hứng thú với cái buổi webinar này, cháu nhắn cả người yêu vào để chú có thể làm cái Rồi, người yêu đâu nhắn để chú biết để chú không làm gì hết. đấy. Cháu tắt cả người yêu vào để chú làm livestream. Xong À rồi từ cái LinkedIn của chú thì cháu đã thấy những cái gọi là những người của những người ấy, những người mà cháu mộ tiếp theo là những anh như kiểu Hà Đào, anh Master Player của GMP, anh wow, Nguyễn biết tới Hải. anh Hà Đào luôn hả? Vâng, cháu tìm hiểu hết chưa? Cháu
anh Nguyễn Thanh Hải là cũng là một master black belt. Cháu thật sự là cháu muốn một cơ hội để có thể thực tập ở doanh nghiệp của chú, nhưng mà ở doanh nghiệp ở chính xác là ở Hà Nội, nhưng mà nếu như chú có thể cho cháu cơ hội thì cháu sẽ làm hết khả năng của mình. Chú cũng đi làm thuê cho công ty đó cháu ơi, nên là cháu phải giống như chú nói đó, cháu phải làm sao để cho cái anh CEO đó hay là cái anh chị manager đó tuyển cháu, chứ chú cũng đang làm thuê công ty đó, chú là giám đốc công chuyên môn công ty đó đó. Nên là Vâng. chú cũng không làm được nhiều gì hơn hết đó, nên cháu cố gắng là làm sao mà để cho công ty đó họ biết cháu là ai ha. Là theo cái quy trình tuyển dụng công ty thì cháu phải chứng tỏ là công ty vì sao phải cần tuyển cháu vào, chứ chú cũng không làm gì được hết á. Vâng, cháu cảm ơn Rồi chú ạ. ok. Cảm Rồi, ơn. nếu mà Phúc mà có cái quan tâm thực sự về Lean Six Sigma và thực sự rất là nghiêm túc với Six Sigma mà như như em đang tìm hiểu á, mà em tìm hiểu rất nhiều người như vậy á, thì nên chuẩn bị một cái lộ trình. Mà nếu mà internship cũng vậy ha, giống như hồi xưa mà anh đi làm internship công ty đầu tiên mà anh vào anh gặp anh Tuấn Anh cũng vậy, thì anh chứng tỏ mình vì sao là mình là cái người nên người ta chọn. Thì hiện nay internship thì nó hơi hơi khác hồi xưa, tại vì trong chương trình internship hồi xưa của mình á, thì cả nhà máy như vậy người ta tuyển có 2 người internship thôi, đúng không? Thì mình phải trải qua một cái cuộc cạnh tranh với rất nhiều người khác để mình vào được internship. Thì lúc đó tương tự như vậy, mình phải trải qua rất nhiều vòng phỏng vấn mà để vào được internship. Và cái chương trình của mình đó lý do vì sao vào thì ngược lại nó rất đặc biệt, thì có những người sẽ mentor cho mình, những người dẫn dắt mình đầu tiên, đó lý do vì sao nãy mình dùng cái từ là anh Tuấn Anh dẫn mình vào nhà máy, thì vì mình được take care trong một cái lộ trình như vậy từ internship tới management training. Và mình rất là cảm ơn những cái người đầu tiên đã giúp mình như vậy, và những công ty đầu tiên, những người sếp đầu tiên cho mình có cái cách thức làm việc với tư duy đó, đúng không? Là và đó là khi mình ấn tượng, là vì mình rất ấn tượng với cái việc là à, để bước vào trong nhà máy thì phải cởi trang sức ra, đúng không? Phải đi vệ vệ sinh tay, đúng không? Những cái điều rất cơ bản nhưng mà thường mình không biết. Thì quay về lại câu chuyện của Phúc á, nếu mà em rất là serious về cái việc là làm internship á, thì phải chuẩn bị cho cái việc đó, chứ không thể nào mà em nhắn một cái tin nhắn mà internship đó mà em vào làm internship ở công ty được. Vậy mà chứng minh được cái giá trị của em ha. Thì John Boehner có tuyển internship nhưng mà cũng rất là chọn lọc, tại vì ở John Boehner không phải tuyển internship vào để pha trà rót nước, mà tuyển internship và làm thực sự một công việc tạo ra giá trị cho khách hàng và đối tác, chứ không phải là pha trà rót nước. Đó là lý do sao internship của John Boehner hơi đặc biệt. Thì em tiếp tục ha, và văn phòng ở Hà Nội thì đang cần người, anh Trung mới tuyển ngày hôm qua đó, là cần người đặc biệt là người nào mà biết uống cà phê ăn ốc, này là một lợi thế đó ha. Rồi ok, cảm ơn em ha. Cảm ơn những cái chia sẻ rất là dễ thương của bạn Phúc. Thì nhưng mà Phúc có tham dự buổi hôm nay đó, thì anh là tin là Phúc cũng sẽ rút ra được những cái bài học từ anh Trường. Anh chia sẻ là cái cách mình làm thế nào để mình gây ấn tượng với cái công ty hay là một người nào đó, bằng cách là mình cho đi và mình đặt cái quan tâm của mình đủ nhiều đến họ. Thì anh là tin là Phúc cũng sẽ có được cái tâm huyết đó để dành cho công ty, để chứng minh với Jordan Partners Phúc là cái người gọi là phù hợp cho công ty. Em nghĩ là bây giờ thời gian nó cũng sắp hết rồi, thì bây giờ trước khi kết thúc á, thì em nghĩ là anh Trường có một cái vài lời cuối chia sẻ với các bạn là ok, bây giờ chốt lại là mình sẽ cần những cái kỹ năng nào nè để mà mình có thể Chắc là là anh để thời gian cho một câu hỏi nên đi. Anh có meeting lúc 9 giờ rưỡi, mới 9 giờ 18 thì cho một câu hỏi nữa, hoặc là nếu có thời gian mọi người hỏi nhanh thì cho một hai câu hỏi nữa. Hôm nay ráng khô máu mọi người luôn. Mọi người có câu hỏi nào giơ tay nhanh. Ok, em mời À, anh. thấy 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 không biết em mà lại giờ nội dung thấy có giúp ích được cho mọi người, em thấy khuôn mặt em thấy căng thẳng quá. Bạn thấy nội dung giúp ích thì có thể Rồi là comment, giơ tay hay là thả tim. ok, mời mời bạn Nguyễn Ninh ở Gia Lai. Dạ em xin chào các anh chị, chỉ có nghe rõ đây không ạ? Dạ rõ anh. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, em cảm ơn chú Trường và các anh chị trong webinar ngày hôm nay. Thực sự là em cũng hơi bất ngờ vì độ kiểu nhanh chóng của chú Trường, vì thực sự em cũng xem một cái video của chú Trường nói về việc học đại học, thì em rất là kiểu bất ngờ vì kiểu chú Trường nói rất là nhanh gọn nhưng mà kiểu rất là vào trọng tâm ấy. Thì em cũng giống như bạn Phúc, thì em cũng là sinh viên nhưng mà năm nay mới vào năm nhất. Thì em rất là vui vì được gặp mặt mọi người, nghe chia sẻ của mọi người. Thì em có một câu hỏi là khi mình cần sự giúp đỡ ấy, từ về việc nghiên cứu từ các giáo sư ấy, nhưng mà kiểu mình mới năm nhất thôi, em không có cái kinh nghiệm gì nhiều ấy, thì làm sao mà để các giáo sư kiểu để ý tới em rồi
nhận em vào trong những cái nghiên cứu của họ, kiểu gây ấn tượng cho với họ ạ. À, em xin cảm ơn ạ. Ok, rồi cảm ơn em. Thì năm nhất mà đi tham gia những chương trình này là quá mừng rồi, đúng không? Thì anh chia sẻ chút là hồi xưa anh cũng năm nhất giống như em vậy đó. À, thì cũng là phải làm sao để đi làm đi tìm những việc đó. Thì có một lần là đi tìm cái IDP của mình đó, là cái kế hoạch phát triển cá nhân á. À, thì lúc đó là đạp xe đi vòng vòng trên đường Nguyễn Huệ đó. Mà tông vô cái xe phía trước luôn mình cũng không biết nè. À, thì lúc đó mình phải đi tìm ha, đó là find yourself. Thì nếu mà năm nhất mà em làm như vậy là tuyệt vời rồi. Thì hồi xưa anh năm nhất á, thì anh cũng đi gặp mấy anh không tới giáo sư đâu. Em bây giờ gặp giáo sư thì giỏi quá rồi đó. Thì hồi xưa anh chỉ gặp những người mà ra trường trước mình. Thì mới đề nghị với họ một cái offer là làm sao để làm việc với họ. Thì anh chia sẻ của những thực tế luôn nha. Thì em có thể học từ câu chuyện này mà em có thể đề nghị lại giáo sư của em. Thì thứ nhất á, là phải biết là em làm được cái gì. À, thì lúc đó anh hồi xưa anh đơn giản lắm, anh học năm nhất đại học á, anh học bách khoa thì anh biết làm về AutoCAD. À, thứ hai là anh biết lập trình. À, thứ ba là anh không có gì ngoài là tuổi trẻ sức khỏe mà nhiệt tình, còn lại không có cái gì cả. Thì anh mới gặp những anh chị ra trường với trước á, thì họ làm những cái công ty thiết kế, họ làm Robocon, họ làm Mechatronics, làm dữ lắm. Thì anh mới hỏi họ một câu là bây giờ có việc gì của anh mà em làm được không? Thì ông quay lại ông hỏi là mày làm được cái gì mà nói tao nghe coi. Thì mình mới nói là anh cho em ngồi ngó anh một tiếng đồng hồ được không? Thì nói được, mày ngồi ngó thoải mái, đừng phá anh là được. Thì vô ngồi ngó cái, xong tôi mới về tôi nói hồi nãy giờ cái bản vẽ của em á, của anh đang làm là em có thể làm được, nhưng mà em thấy anh làm nhanh quá, anh làm có tiếng đồng hồ là xong chứ em làm 3 ngày mới xong. Thì mình mới nói là bây giờ anh đưa giùm em nó tầm khoảng một tuần á, đưa giùm em 2 bản vẽ, em vẽ cho anh 2 bản vẽ nhưng mà tuần mới giao được nha. Thì mới nói tuần sau làm được, tuần sau có tiền được. Thì mới nói là dạ em vẽ không lấy tiền, em vẽ cho anh đưa cho anh thì anh coi có cái xài được hay không tính tiếp. Thì sau đó mình cần 3 ngày cái gì, đúng là 3 ngày mình về mới vẽ được. Và tôi vẽ nhớ mãi là cái hình đầu tiên tôi vẽ về cái bản vẽ về cái hộp số. Xong vẽ xong thì khi tôi giao lại cho anh á, thì tôi giao cho anh một cái bản vẽ 2D và một cái bản vẽ 3D cộng với là một cái video clip render. Thì anh mới nói ủa mày về mày mày vẽ 2D xong mày vẽ luôn 3D và vẽ luôn cái video clip render dưới vậy. Thì mới nói là dạ bên cạnh AutoCAD thì em biết thêm Inverter nên em vẽ sẵn cho anh luôn, làm sẵn cái clip cho anh luôn. Tại mới nói trời tao đang cần cái thằng vẽ 3D mà chưa biết thằng nào vẽ hết, và mày làm cái clip này hay quá, để anh gửi qua cho khách hàng luôn, anh đang cần thằng làm clip này. Các anh chị hình dung mà cách đây mười mấy năm làm cái clip hộp số mà nó quay quay chuyển động dữ lắm các anh chị nha, chứ không phải như bây giờ là đưa nó lên. Thì ổng mới nói là mày làm này hết nhiêu tiền nha, nó không không nó không lấy tiền. Thì ổng mới đưa qua và khách hàng người ta ok. Thì lúc đó ổng đưa cái bản vẽ cho mình, thì ổng lấy tiền khách hàng bao nhiêu tôi không biết, nhưng nôm na là ổng lấy khách hàng có tầm khoảng 10 đồng thì ổng trả cho mình 2 đồng. Đúng không? Thì 2 đồng nó cũng vui rồi. Về tôi nhớ mãi là lúc đó dẫn bạn gái đi ăn cơm gà số mỡ, thì bạn gái mới hỏi ủa nay có tiền hả? Nó có, mới vừa nhận 2 đồng xong. Dạ, về ăn cơm gà số mỡ nha. Dạ, ở khu Bách Khoa. Thì lúc đó thì quay về lại á, mình coi thế là mình offer được cái gì. Đúng không? Và cái thứ hai thì tôi mới nói là anh trong công ty anh mà có cái việc gì mà tốn thời gian của anh đưa cho em. Thì ông mới nói là trời mấy việc đánh văn bản này tốn thời gian lắm, mày đánh được không? Nói, yên tâm này, giờ này nghề của em đánh văn bản cú một là tôi lấy hết mấy cái văn bản về Word, Excel, PowerPoint, về sách về làm hết, mà làm ngon hơn, nhanh hơn, đẹp hơn nữa, mà làm ngày đêm luôn, mà mấy cái nghề đó của mình á thì mình đưa qua. Rồi về số 3 là ông cho mình đọc email khách hàng, đọc luôn, không vấn đề gì hết đó, thì ông giao cho mình. Thì đó là những cái cách mà mình có thể giúp được họ ở một cái người sinh viên năm nhất với những gì mình đang có trong tay thôi. Thì sau đó xong thì những cái level mình tăng lên từ từ, mình tăng chuột lên, mình làm y chang như họ luôn, đúng không? Và sau đó xong đó là tôi vẽ được hoàn chỉnh một cái bản vẽ AutoCAD, những cái ô mà để cái tên kỹ sư tôi để trống. Vì mình lúc đó mình phải kỹ sư, thì lúc đó ông điền cái tên kỹ sư ông vô thôi, rồi còn lại tôi làm hết cho ông. Và ông gần như là worry free luôn, tại cái mà làm xong là ông có thể xài được luôn. Thì quay về lại á, chỗ em á, thì em có thể là coi thử người giáo sư của mình á, họ cần cái gì. Ví dụ như anh hiện nay thì anh đang hướng dẫn những luận văn thạc sĩ tiến sĩ, thì từ ra anh cần rất là nhiều thứ, đúng không? Những cái việc gì mà thay vì anh làm mất khoảng 5 tiếng thì em làm có tiếng thì em giúp giùm anh. Thứ hai là em có tuổi trẻ, có sức khỏe, có thời gian, có nhiệt huyết thì em dành thời gian em làm cho việc đó cho họ. Đó, thì em có thể offer những việc đó cho giáo sư của em. Thì họ sẽ có thời gian ngược lại, họ sẽ giúp được nhiều người hơn và tạo giá trị nhiều hơn, thì em cầm theo họ. Thậm chí là có những cái offer mọi người đang nghĩ cái những gì đó nó rất cao siêu, ngay cả như bây giờ luôn ha. À, ví dụ như hôm qua anh có nói chuyện với Anna, lúc mà ngồi nói chuyện với khách em không cần làm gì phức tạp, em chỉ cần đi vô lấy giùm anh 4 ly nước lọc thôi. Mọi người hay nghĩ chuyện gì đó nó rất là to tát cái gì, khi trong bàn đó 4 người mà mình là cái người nhỏ nhất trong bàn, nhỏ nhất về về độ tuổi và về vị thế luôn, thì mình chỉ là làm một cái việc đó đơn giản, em vô lấy cho mấy anh 4 ly nước lọc chấm hết, mình cứ nói chuyện tiếp.
Và mình chỉ cần làm 3 lần như vậy thôi, người ta sẽ nhớ mình, người ta rất thương mình. Thì nếu mà ở độ tuổi như em á, mà em năm nhất, em chỉ cần làm một cái việc rất đơn giản là em xách cặp giùm cho người ta. Anh dùng từ xách cặp thành nghĩa đen luôn nha. Ví dụ như ông thầy ông đi giảng, em lên em xách cái standee tới giọng, em xách projector giọng, em cắm cho ông, set up sách cho ông. Ông lấy ông giảng thôi. Đúng không? Ở đây có rất nhiều anh chị giảng viên này, ví dụ anh Lê Bá Sơn này, em có thể hỏi anh giảng trường đại học. Thì nếu mà có một người sinh viên như vậy, có tất cả mọi thứ như vậy, hay là em vô em nhận hết tất cả dụng cụ trước một cái buổi giảng cho ông, thì em chỉ cần làm như vậy thôi, thì lần sau ông sẽ thích em, không cần làm gì nhiều hết đó. Được không? Thì đó là những bạn sinh viên ở đây như bạn bạn Nguyễn Đinh hay là bạn Phúc có thể làm được, hay là các anh chị còn lại có thể làm được, ngay cả trường cũng vậy cái gì ha. Ngay cả trường hiện nay khi mình ngồi nói chuyện với là những cái anh lớn, thậm chí là tuổi của anh rất lớn, có những anh là anh hơn mình tới 4 giáp luôn, như vậy 3 giáp này. Nhưng mà và về độ tuổi họ, về thành công họ, về chức vụ họ rất lớn, thì mình ngồi trong cái bàn đó mình là người nhỏ nhất về độ tuổi, nhưng mà thì mình kính lão đắc thọ thôi. Và cái anh ngồi đó em pha nước cho mấy anh, em rót trà cho mấy anh, em cứ mấy anh làm gì bưng em bưng ghế cho mấy anh. Đúng mà thì lúc đó người ta thấy, người ta quý mình về cái tính cách của mình trước, thì sau đó người ta mới nói chuyện công việc của mình sau. Ít nhất trong đầu của họ thấy à, cái thằng này nó biết trước sau và nó có sự hiếu thảo và nó biết lễ phép, đúng không, kính trên nhường dưới, thì lúc đó mới nói chuyện công việc với nó. Còn các anh chị vô bắt chân lên ghế ngồi ngang hàng của họ sao được, mặc dù có thể là mình có thể là mình thông minh hơn họ, mình giỏi hơn họ, nhưng trong tình huống này mình đang hạ mình xuống một chút, chả trách ai các anh chị. Thì đó là cái mà tôi chia sẻ nhanh cho cái bạn sinh viên năm nhất, mà có thể khái quát hóa ra một chút cho những người khác. Mà thường ngược lại khi các anh chị phát triển lên càng cao, còn cái giết chết mình đó chính là cái ego nó cao, cái ego nó cao quá, đúng mà, và cái ego nó giết chết mình, thậm chí mình nói ồ mình là chuyên gia tại sao phải làm vậy, mình là tiến sĩ tại sao phải làm vậy. Đúng rồi, anh là tiến sĩ là chuyên gia, nhưng mà trong tình huống này anh cứ thử anh là người nhỏ nhất đi, đúng mà. Nên ví dụ như tôi đi đánh góp, tôi rất là sẵn lòng là vô chạy vô lấy cho họ một cái khăn, lấy cho họ một cái chai nước, thậm chí là banh rớt xuống mình tìm cái banh cho họ trước rồi mình tới đánh cái banh của mình. Thì gần 3 lần như vậy thôi họ rất nhớ mình, đúng mà, họ cũng chả nhớ ai, chỉ cần nhớ mình thôi. Và trong cái túi góp của tôi thì lúc nào cũng có một cái găng tay dư, nhưng mà tôi hay kể cho anh dư một cái găng tay, dư một cái khăn, dư một cái nón, dư một cái slip và cái ống tay. Nếu anh quen đem bất cứ cái gì thì em có sẵn như một cái, mà cái mới hoàn toàn chưa bao giờ khui. Thì thấy wow, cái người này khá chu đáo chăm sóc cho mình và người ta giữ đó làm kỷ niệm. Thì những người lớn người ta chỉ cần như vậy thôi, nhưng không cần nhiều lắm đâu. Thì hy vọng là anh chia sẻ nhanh như vậy có thể giúp được em ha. Cảm ơn anh Trường, những cái chia sẻ này rất là quý giá và em rất là thấm vì những cái gì mà anh từng chia sẻ về cái sự phục vụ. Mặc dù mình không biết là mình đang ở cái vị trí cao như thế nào, nhưng mà khi mà mình khiêm nhường, mình hạ mình có cái lòng mình phục vụ người khác, thì đó chính là một cái chìa khóa có thể là đi đến cái trái tim của cái người đối diện. Đây là một cái bài học rất là đáng giá. Bây giờ cũng sắp tới giờ là anh Trường đi họp, thì bây giờ mình nãy giờ mình học rất là nhiều thứ rồi. Bây giờ Anh chia sẻ xong cũng nhiều rồi, thì có thể là hẹn gặp mọi người trong cái buổi tiếp theo ha, những cái chủ đề như vậy, hoặc là mọi người thấy những chủ đề như vậy mà mọi người thấy là có thể áp dụng được thì có thể nhắn lại, thì anh A có thể tổng hợp lại và Trường sẽ dành tiếp thời gian, tại vì thực ra ở đây toàn là gương mặt thân quen không, đúng rồi, và thực ra là Trường cũng rất thích nói chuyện với lại tất cả các anh chị và các bạn. Vì nói chuyện như vậy thì ngồi vì chia sẻ thì Trường cũng học được và có thêm nhiều cái động lực hơn. Thì rất hy vọng là thời gian ngắn ngủi ha, có 1 tiếng rưỡi đồng hồ, giúp được mọi người trong cái ngày cuối tuần này, đúng rồi. Rồi, mới bị truy sát xong thì anh Trung mới nói xong là tối ngày mai bên Mỹ thì sáng ngày mai bên Chủ nhật, giống tới giờ như này vào một ngày nữa, thì Trường bên Trung sẽ phân tích về cái case của Michelin ha. Ai thích ăn bánh mì ăn phở gì đó vào ngay luôn nha. Dạ, và tiếp tục truy sát tiếp ha. Rồi ai thích lốp xe Michelin báo luôn ha. Rồi, cảm ơn mọi người, xin phép chào trước nha. Dạ, cảm ơn anh chị. Nếu như mà anh chị nào mà muốn mình tổ chức một cái buổi giống như thế này nữa để mà thầy Trường chia sẻ nữa đó, thì sau đó anh chị có thể là liên lạc với John Partners hoặc là trả lời những cái email á cho bên công ty, tụi em nhận được thông tin để tụi em tổ chức thêm nhiều buổi như thế này nữa. Và nếu mà được á, anh chị nhớ chia sẻ cho những cái người bạn bè hay là những cái người anh chị quen biết mà mình nghĩ là những cái buổi này có giá trị với họ, để mình lan tỏa ra được nhiều hơn cái giá trị đến cho mọi người. Dạ rồi, em chúc cho mọi người có một cuối tuần vui vẻ nha, và mong là bắt đầu là từ bây giờ mọi người sẽ có được cái bài học cho mọi người, để mọi người áp dụng ngay ngày hôm nay luôn, để đợt sau khi mà mình gặp lại nhau á, mình sẽ chia sẻ là ồ mình đã gặp được cái người này mình ngưỡng mộ rồi, mình chia sẻ cái kết quả thực tế cho mọi người ở đây cùng biết nhé. Dạ rồi, cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại anh chị vào cái buổi webinar hoặc là buổi livestream đợt sau nha.